muốn nói mê thần trướng ở vị diện chư thiên hoàn toàn chính xác rất khó đứng vào trước một trăm tên nhưng ở thần uyên đại lục có lẽ thật đúng là một kỳ độc khó trị lập tức cười cười gật gật đầu ta cũng chỉ là nghe vị dị nhân kia thuận miệng nói chưa hẳn là thực hắn tự nhiên không có khả năng cùng một tiểu nha đầu tranh luận quả nhiên hắn nói ra lời này lăng bích nhi nguyên bản có chút động dung thoáng cái lại ảm đạm đi lăng huệ nhi càng tức giận tới mức giơ chân sự tình tin đồn người cũng lấy ra khoe khoang thiệt là giang trần mặc cho lăng huệ nhi nhả rãnh chỉ cười cười cùng tiểu cô nương đấu võ mồm lại là sự tình cố sức nhưng không nịnh nọt giang trần tuyệt đối khinh thường làm nhưng lăng bích nhi lại mắt sắc thấy giang trần như vậy suy đoán giang trần khẳng định có cách giải nhất niệm đến đây trong nội tâm lăng bích nhi hơi động một chút thoát miệng hỏi giang sư đệ vị dị nhân ngươi nhận thức kia có từng đề cập qua mê thần chướng này có biện pháp phá giải không Lăng bích nhi sợ giang trần cho rằng thái độ của nàng không chân thành nên dùng lễ tiết thỉnh giáo hỏi giang trần giang sư đệ bích nhi thành tâm thỉnh giáo nếu như được chỉ điểm cảm ơn vô cùng lăng bích nhi bất đồng lăng huệ nhi nếu như là lăng huệ nhi hỏi giang trần tất cho rằng nàng là nói đùa sẽ không để ý nhưng lăng bích nhi hiển nhiên là loại không dễ dàng nhờ người khác tuy giang trần không muốn làm náo động nhưng lăng bích nhi thành tâm đến nhà lại chân thành thỉnh giáo như vậy hắn cũng không có ý tứ lại giả bộ hồ đồ Chương 867, Lăng Bích nhi khúc mắc 2. Mê thần trướng này, nói là kỳ độc, cũng nói được đi qua. Chỉ vì loại độc này phi thường phức tạp, có rất nhiều loại trướng khí độc vật đều có thể hình thành mê thần trướng, thậm chí còn sẽ có các loại trướng khí hỗn hợp chung một chỗ, hình thành mê thần trướng. Mê thần trướng bất đồng, liệu pháp bất đồng, chỉ vì nó cấu thành phức tạp, cho nên mới bị liệt là kỳ độc. Nhưng luận độc tính bản thân, chỉ có thể phong tỏa thần thức người chúng độc, để cho hắn đần độn, ngày đêm hôn mê nếu có thủ đoạn kéo dài tánh mạng, ngược lại có thể treo một mạng bất tử. Nếu là người nghèo, không có thủ đoạn kéo dài tánh mạng, chúng phải mê thần chướng, cũng chỉ có một con đường chết. Giang Trần đối với mê thần chướng, cũng không xa lạ gì. Hắn nói những thứ này, cũng là một ít đạo lý thô thiển về mê thần chướng. Nhưng chỉ là những lời này, cũng để cho ngực của Lăng Bích Nhi dồn dập phập phồng, nếu không phải nàng sớm quen khống chế cảm xúc, chỉ sợ tại chỗ sẽ nghẹn ngào khóc giống. Nhiều năm như vậy, Lăng Bích Nhi vì sự tình phụ thân, là phí nát tâm. Toàn bộ điển tịch đan càn cung, cơ hồ bị nàng lật ra mấy lần, lại thủy trung tìm không thấy phương pháp cởi bỏ mê thần chứng. Đan càn cung am hiểu đan dược, nhưng mà độc chi đạo, lại không phải mạnh nhất. Những năm này, nàng cơ hồ một mực ôm lấy tín nghiệp, nhưng mà một năm rồi lại một năm, hy vọng của nàng luôn một lần lại một lần tan vỡ. Đan càn cung bản thảo đường, từng trưởng lão nàng đều bái phỏng qua. Mặc dù là vân nhất trưởng lão, đối với mê thần chứng hơi có nghiên cứu, sau khi xem qua bệnh trạng của phụ thân nàng, cũng vô kế khả thi. Toàn bộ vạn tượng cương vực, am hiểu dụng độc nhất chính là tiêu giao tông. Vì thế, Lăng Bích Nhi ở năm 17 tuổi, còn tự mình đi tiêu giao cung một chuyến. Nhưng mà, cầu lượt người của tiêu diêu cung, lại không người để ý tới nàng. Có mấy trưởng lão tiêu giao cung lộ ra chút ý tứ, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn Lăng Bích Nhi làm đạo lữ của bọn hắn, hơn nữa là trước hiến thân, lại đến đan càn cung nhìn xem chỉ là đáp ứng đến xem, có thể chữa tốt hay không, lại không biết bao nhiêu. Tính cách của Lăng Bích Nhi là ba trinh chín liệt, đừng nói hiến thân, ngay cả nam tử xa lạ đụng tay nàng thoáng một phát, cũng sẽ khiến nàng dốc sức liều mạng. Muốn nàng hiến thân, đổi một cái hứa hẹn đến xem bệnh cho phụ thân, Lăng Bích Nhi sao sẽ đáp ứng. Tự nhiên là thể sống chết không theo, từ đó về sau, Lăng Bích Nhi thề, ai có thể chỉ tốt mê thần trướng của phụ thân, Lăng Bích Nhi nàng cả đời làm nô tỳ cũng cam tâm tình nguyện nếu như chị không hết mê thần chướng lăng bích nhi nàng cả đời thủ thân như ngọc thế như vậy cũng là vì nói cho những lão gia hỏa đánh chủ ý kia lăng bích nhi nàng vì phụ thân có thể hy sinh mình nhưng không phải nữ tử mặc người trà đạp muốn dựa vào một cái hứa hẹn lừa gạt nàng mơ tưởng mà giờ khắc này nàng vậy mà từ trong miệng một sư đệ mới nhập môn nhận được tin tức về mê thần chướng mặc dù chỉ là giam ba câu nhưng không thể nghi ngờ đã vượt xa tất cả những người trước bởi vì giang trần nói cùng bệnh trạng của phụ thân hoàn toàn nhất trí cơ hồ là như tận mắt thấy người bệnh mà lăng bích nhi tin tưởng vững chắc trước đây giang trần tuyệt đối không biết sự tình của phụ thân nàng hy vọng một lần lại một lần tan vỡ tại thời khắc này ở trong nội tâm lăng bích nhi lại dấy lên dù chỉ là một chút hy vọng yếu ớt nhưng lăng bích nhi cũng không muốn buông tha thanh âm hơi có chút run rẩy trong đôi mắt thanh tú chấp động lên cảm xúc lo được lo mất giang sư đệ chiếu ngươi nói như vậy cái mê thần chướng này còn có thể giải. Hỏi ra vấn đề này, Lăng Bích Nhi chỉ cảm thấy toàn thân suy yếu, cơ hồ đứng không vững. Nội tâm lo được lo mất, làm cho nàng đã muốn biết kết quả, lại sợ Giang Trần nói ra không thể cứu. Giang Trần tu luyện thiên mục thần đồng, nhãn lực là kinh người. Thấy Lăng Bích Nhi như thế, trong nội tâm sớm suy đoán đến 7-8 phần. Đích thị là Lăng Bích Nhi này có người thân, chúng phải mê thần chướng. Về phần là ai, Giang Trần tự nhiên sẽ không hỏi nhưng mà có thể làm cho lăng bích nhi thất thố như thế nghĩ nhất định là người trí thân giang trần là người thông minh cũng không nói phá nghĩ nghĩ gật đầu nói mê thần trướng rất nan giải chính xác ra không phải nan giải mà là khó chẩn đoán bệnh nếu như có thể chẩn đoán chính xác bên trong là loại mê thần trướng nào giải độc lại không khó đôi mắt của lăng bích nhi hào quang khẽ động trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời đúng vậy lúc trước phân niết trưởng lão cũng đã nói lời tương tự chỉ là Vân Niết Trưởng Lão không nói minh bạch như vậy, cũng không có xác thực như vậy. Vân Niết Trưởng Lão chỉ nói, mê thần chướng này không cách nào chẩn đoán chính xác, nếu như có thể chẩn đoán chính xác, liền đúng bệnh hốt thuốc. Mặc dù không có nói khẳng định như Giang Trần, nhưng ý tứ là một, là khó chẩn đoán chính xác. Tương đối mà nói, nếu như có thể chẩn đoán chính xác, trị liệu ngược lại có hy vọng. Trong lúc nhất thời, Lăng Bích Nhi kinh ngạc ngẩn người. Sự đáo lâm đầu, nàng ngược lại có chút không biết nên mở miệng như thế nào cầu giang trần trị liệu phụ thân chủ động nói mình lấy thân báo đáp loại sự tình này lăng bích nhi dám thề nhưng thật sự ở trước mặt một nam tử tuổi còn trẻ lời khó xử như vậy nàng là vô luận như thế nào cũng không dám mở miệng hơn nữa giang trần là tuổi trẻ tài tuấn nàng càng khó có thể mở miệng ngược lại là lăng huệ nhi thần kinh không ổn định mắt to nhanh như chớp đổi tới đổi lui ở trên người giang trần mang theo một ít hương vị nhìn kỹ giang sư huynh thành thật khai báo có phải ngươi biết tỷ tỷ của ta đã từng hạ qua lời thề độc kia hay không? Giang Trần không hiểu ra sao hỏi, thề độc gì, Lăng Huệ Nhi há to mồm, nhất thời ngược lại không rõ Giang Trần là Trang, hay là thật không biết. Bất quá cái đầu nhỏ nhoáng một cái, lại có chủ ý mới. Dí giỏm cười cười, lộ ra một dáng tươi cười cực kỳ đáng yêu. Giang Sư Huynh, vậy ngươi cảm thấy Huệ Nhi đáng yêu hay không? Giang Trần sờ lên cái mũi, đối với sáo lộ của Lăng Huệ Nhi, hắn hoàn toàn không cách nào thích ứng như thế nào bỗng nhiên lại kéo đến đáng yêu hay không đáng yêu rồi. Bất quá hắn biết rõ, nếu như hắn dám nói nữ hài tử không đáng yêu, kết cục sẽ thảm đến cỡ nào. Chỉ phải gật gật đầu, Huệ Nhi sư muội ngây thơ đáng yêu, không mất chất phác, tự nhiên là đáng yêu. Huệ Nhi đáng yêu như thế, nếu như làm nha hoàn cho ngươi sai xử, có phải ngươi nằm mơ cũng cười trộm hay không? Lăng Huệ Nhi cười hì hì nói, mắt to lại nhìn chầm chầm vào Giang Trần. Không cho phép nói sang chuyện khác, vấn đề này rất nghiêm túc, phải trả lời. Giang Trần dở khóc dở cười, Huệ Nhi sư muội thiên phú tốt, đang êm đẹp sao lại làm nha hoàn cho ta? Nếu như Giang Trần ta coi ngươi như nha hoàn sai sử, đan cản cung sẽ có bao nhiêu thiếu niên thiên tài tìm ta dốc sức liều mạng. Chương 868, Lăng Huệ Nhi điên cuồng. Nghe Giang Trần nói như vậy, Lăng Huệ Nhi càng đắc ý, ưỡn bộ ngực. Liên quan gì tới bọn hắn? Chỉ cần bồn tiểu thư thích, bọn hắn quản được sao? Lập tức, trên mặt Lăng Huệ Nhi lộ ra một nụ cười giảo hoạt tự cho là đúng, lại nói. Giang sư huynh, nếu như ngươi có thể giúp ta một chuyện, về sau Huệ Nhi sẽ làm nha đầu cho ngươi sai xử. Muốn ấm giường thì ấm giường, muốn thị tẩm liền thị tẩm. Ngươi muốn cái gì cũng có thể nha. Lăng Bích Nhi nghe vậy, Phương Dung thất sắc. Huệ Nhi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đó. Lăng Huệ Nhi không cam lòng yếu thế. Tỷ tỷ, chỉ một mình ngươi đau lòng cha, chẳng lẽ Huệ Nhi không thể vì cha làm chút chuyện sao? làm nha hoàn cho giang sư huynh tổng khá hơn hầu hạ những lão đầu tử vừa già lại hỏng bét kia giang trần có chút nghe không nổi nữa cười khổ nói dừng lại huệ nhi sư muội hỗ trợ cái gì người nói đi ta có thể làm được nhất định sẽ không chối từ nha hoàn gì đó thì đừng ta cũng không muốn giảm thọ a à. nói đùa gì vậy để hoa tỉ muội của đan càn cung làm nha hoàn cho mình giang trần cũng không muốn trở thành toàn dân công địch lăng huệ nhi tự nhiên cười nói đối với Lăng Bích Nhi là một cái mặt quỷ đắc ý. Tỷ tỷ, ngươi thấy không, Ngươi quanh có nói một chàng, còn không bằng mỹ nhân kế của Huệ Nhi. Ta đã nói, Giang Sư Huynh là người tốt, nhất định sẽ hỗ trợ. Ngươi còn không bằng nói thẳng, Lăng Bích Nhi than nhẹ một tiếng, nếu là bình thường, nàng nhất định sẽ không để cho Lăng Huệ Nhi nói nàng như vậy. Nhưng giờ phút này, sự thật nói rõ, mình mịt mờ như vậy, thật đúng là không bằng muội muội nói trực tiếp. Không phải Lăng Bích Nhi không muốn đi thẳng vào vấn đề, mà là tính cách của nàng, nhất định không có khả năng như muội muội Lăng Huệ Nhi, không kiêng nể gì cả. Giang sư đệ, chắc hẳn ngươi cũng suy đoán ra một chút. Cha ta ở lúc ta còn bé, ngộ nhập một ít cấm địa, chúng phải mê thần chướng. Sau khi trở về, liền mê mang, không qua mấy ngày thì tâm thần mất phương hướng. Cho tới bây giờ, 10 năm đi qua, tìm muội ta nghĩ hết thảy biện pháp, cũng vô kế khả thi. Nếu như Giang sư đệ có biện pháp, cuộc đời này, Lăng Bích Nhi làm châu làm ngựa báo đáp. Lăng Bích Nhi nói ra lời này, trên mặt bị dạng mây đỏ che kín, một mực hồng đến sau tai, thậm chí đã xuống cổ. Giang Trần thấy hai tỷ muội này, một cái chân thành, một cái xuất tính, hiển nhiên cũng không phải giả bộ. Từ ánh mắt của các nàng liền có thể thấy được, những năm này, các nàng hoàn toàn chính xác đã nghĩ hết biện pháp. Giang Trần cũng không phải loại thấy chết mà không cứu, huống chi là đồng môn. Lăng Sư tỷ, mê thần chứng khó chẩn đoán chính xác, ta cũng không dám đánh cược. Chờ lần này chấm dứt bế quan, ta sẽ đi quý phủ bái phỏng, nhìn xem tình huống của lệnh tôn, lại dự kiến so sánh. Ta cam đoan, chỉ cần ta có thể làm được, tất sẽ đem hết toàn lực. Mê thần chướng không phải độc bình thường, Giang Trần không thấy người bệnh, sẽ không dám nói trị khỏi. Lăng Bích Nhi nghe vậy đại hỉ, liên tục gật đầu. Ân, chỉ cần Giang Sư Đệ đi xem một cái, dù không thể trị, tỉ muội ta cũng vĩnh viễn cảm tạ đại ân. Giang Trần khoát tay áo, nói quá lời, tiện tay mà thôi. Lăng Bích Nhi biết Giang Trần muốn bế quan, cũng rất thức thời, mang theo Lăng Huệ Nhi cáo từ. Giang Trần cũng vô tâm lưu khách, ở trước Nguyễn Ba Sơn đan đấu, Giang Trần hy vọng vào tới nguyên cảnh ngũ trọng. Dù sao, tiến vào huyện Ba Sơn, thực lực nhiều một phần, nắm chắc sẽ lớn một phần. Tiến đưa Lăng ra tỉ muội ra động phủ, Giang Trần đang muốn phản hồi, bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng bước chân, chỉ thấy Lăng Huệ Nhi nhanh như chớp chạy tới. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, biểu lộ lộ ra vài phần kỳ kỳ quái quái. Nàng chạy tới, phong quang trước ngực run rẩy, cho người cảm giác rất phức tạp. Giang sư huynh, mượn một bước nói chuyện được chứ? Giang Trần Hồ Nghi, còn chưa mở miệng, đã bị Lăng Huệ Nhi lôi kéo, đi vào sau một rừng cây. Huệ Nhi sư muội, có chuyện gì sao? Lăng Huệ Nhi khẽ cắn môi mỏng, ở trong đôi mắt, nước gợn lưu chuyển, tựa hồ đang xoắn suýt lấy cái gì. Trong giây lát, Lăng Huệ Nhi một phát bắt được tay Giang Trần, trực tiếp ấn lên bộ ngực no đủ của mình. Giang sư huynh, Người sờ xem, nơi này của Huệ Nhi là hàng thật giá thật. Nếu như có thể chữa cho tốt cha ta, về sau Huệ Nhi sẽ để cho Giang Sư Huynh sờ. Giang Trần không phải chính nhân quân tử gì, nhưng tay ấn lên bộ ngực no đủ của Lăng Huệ Nhi, lực đàn hồi 10 phần, chứng kiến khuôn mặt non nớt của Lăng Huệ Nhi, mặc dù đối mặt chỉ là một tiểu cô nương 17 tuổi, nhưng nội tâm lại có một loại cảm giác phạm tội. Hắn biến sắc, giống như bị chạm điện thu tay về. Huệ Nhi sư muội không cần như thế. Lăng Huệ Nhi khó hiểu, trên mặt có chút mê mang, tựa hồ bị cử động của Giang Trần hù dọa, lã chã muốn khóc. Giang sư huynh, ta vụng trộm nghe những sư huynh kia nghị luận, bọn hắn đều rất ưa thích chỗ này của nữ hài tử. Chẳng lẽ ngươi không thích sao? Giang Trần cười khổ, tiểu nha đầu này, nói nàng quỷ linh tinh quái, thực sự không sai a. À. Không chỉ đơn thuần, thật đúng là đơn thuần gần như ngu ngốc rồi. Giang sư huynh, có phải ngươi cảm thấy Huệ Nhi quá tùy tiện hay không? Không phải như thế, chỗ này của Huệ Nhi, ngoại trừ chính mình không có người nào chạm qua lúc này là tiền lãi để cho giang sư huynh thử xem xúc cảm trước như vậy ngươi mới có thể tận tâm tận lực khám bệnh cho cha ta huệ nhi cam đoan về sau bất kể là ai cũng sẽ không để cho hắn đụng nói xong lại tựa hồ cảm thấy lời này còn chưa đủ sức nặng nặng nề bổ sung một câu chỉ có giang sư huynh chữa tốt cha ta mới có thể giang trần không phải thánh nhân bị lăng huệ nhi làm như vậy bao nhiêu cũng có chút phản ứng bình thường nhưng lý trí cuối cùng chiếm được thượng phong lấy lại bình tĩnh nghiêm mặt nói huệ nhi sư muội ta đã đáp ứng các ngươi tất nhiên sẽ hết sức nhanh trở về đi đừng để bích nhi sư tỷ lo lắng nói xong giang trần sợ lăng huệ nhi làm ra động tác càng lớn quay người liền đi lăng huệ nhi bề bộn đuổi theo ngữ khí có chút gấp giang sư huynh chẳng lẽ ngươi không ưa thích huệ nhi sao coi như ngươi không thích huệ nhi tỷ tỷ của ta cũng lập thể độc nếu ngươi có thể chữa tốt cha ta tỷ tỷ cũng sẽ phục thị ngươi cả đời cái loạn thất bát tao gì a à? giang trần có chút chống đỡ không được thuận tay đánh ra một đạo khí tường ngăn trở lăng huệ nhi huệ nhi sư muội người về trước đi những sự tình này sau này chúng ta hãy nói giang trần thật sự là sợ cô nương thần kinh không ổn định này rồi cái gì cũng dám nói a à. lăng huệ nhi dừng bước chân nghiêng cái đầu nhỏ cười hi hì. giang sư huynh người thẹn thùng cái gì nói cho người biết chỗ đó của tỷ tỷ tuy không có lớn như ta nhưng cũng không nhỏ. Hi hi, nàng tắm rửa luôn không cho ta tắm cùng, nhưng ta vụng trộm nhìn qua. Dáng người tỷ tỷ, chương 869, nguyên cảnh ngũ trọng một. Lăng Huệ Nhi nói đến đây, đột nhiên biến sắc, bàn tay nhỏ bé che miệng. Nụ cười trên mặt cứng đờ, làm ra một cái dáng tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Tỷ tỷ, người chừng nào thì đuổi theo tới? Đổi lại bình thường, Lăng Huệ Nhi nói hưu nói vượn như vậy, Lăng Bích Nhi tuyệt đối cấm đoán nàng 3 tháng bất quá giờ phút này, Lăng Bích Nhi lại than nhẹ một tiếng. Huệ Nhi, Giang Sư Đệ muốn bế quan, không nên càn quấy, theo ta về động phủ trước. Nói xong, cũng không dung Lăng Huệ Nhi có đáp ứng hay không, tiện tay chào một cái, bắt lấy đai lưng của Lăng Huệ Nhi, như là sách một con gà con, phiêu nhiên bay đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, nếu xưa nay, Lăng Bích Nhi nghe được muội muội cùng nam tử trẻ tuổi khác nói bộ ngực của mình, thậm chí nâng lên sự tình mình tắm rửa, tất nhiên sẽ xấu hổ và giận dữ gần chết thế nhưng mà giờ phút này nàng lại bình tĩnh thần kỳ kỳ thật nhất cử nhất động của muội muội nàng đều thấy được giang trần không có dậu đổ bìm leo thừa cơ chiếm tiện nghi của muội muội nàng cũng xem thanh thanh sở sở ở sâu trong nội tâm làng bích nhi không thừa nhận cũng không được giang trần là chính nhân quân tử không cần hiệp ân báo đáp cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn càng sẽ không như những sắc lão quỷ kia vắt hết óc muốn chiếm hữu tỉ muội các nàng nhưng mà tính tình của nữ nhân có đôi khi là kỳ quái như thế. Giang Trần càng như vậy, Lăng Bích Nhi ngược lại có chút như đau đớn, như thương xót, chỉ cảm giác tỉ muội mình bị tông môn cao thấp chúng tinh ủng nguyệt, nhưng ở trong nội tâm Giang Trần lại chỉ là hai đồng môn bình thường mà thôi. Lời hứa hẹn kia, lời nói kia, chỉ là bởi vì tình đồng môn, thực sự không phải bởi vì nguyên nhân gì khác, đối với tỉ muội các nàng có vài phần kính trọng, mới đáp ứng khám bệnh cho cha của các nàng mà thôi. Hai tỉ muội này, một cái lạnh lùng như băng, một cái ngây thơ rực rỡ, làm cho Giang Trần bao nhiêu cũng có chút chật vật, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới cười khổ lắc đầu, nhấc chân chuẩn bị trở về bế quan. Bỗng nhiên bên tai khẽ động, ánh mắt điện xạ nhìn rừng rậm. Ai, trong rừng rậm truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn nhưng lại thong dong, trong bụi cây, nhánh cây bị một cánh tay ngọc nhẹ nhàng mở ra, hiện ra một bóng hình xinh đẹp. Hoàng Nhi cô nương, nàng này bận xiêm y màu xanh nhạt, tay ngọc nâng một rổ trúc, hiển nhiên là đang ở trong rừng cây ngắt lấy mấy thứ gì đó. Giờ phút này, Hoàng Nhi đeo mặt nạ, che lấp khuôn mặt. Tư thái thước tha, bao phủ trong một tầng xương mù nhàn nhạt, như thực dược yên nhiên, ẩn ẩn có một loại khí chất xuất trần như tiên. Trong lúc nhất thời, Giang Trần lại ngây dại, kiếp trước, Giang Trần duyệt tận chư thiên, ở kiếp này, cũng nhận thức không ít nữ tử hiếm thấy. Ví dụ như câu ngọc gợi cảm hào phóng, đan phi thanh nhã cao quý, ôn tử kỳ ôn nhu thẹn thùng, kể cả lăng bích nhi lạnh lùng như băng, ngây thơ rực rỡ lăng huệ nhi. Những cô gái này, bất kỳ một cái nào, đều là nhân gian tuyệt sắc hãn hữu nhân thế nhưng mà giờ khắc này hoàng nhi diện mạo xấu xí mà đeo mặt nạ lại làm cho giang trần hơi có chút thất thố trong nháy mắt này giang trần có một loại cảm giác thất thần thế nhân ưa thích đem nữ tử có khí chất xuất chúng so sánh như thần tiên nhưng mà giờ phút này giang trần không thể không thừa nhận nếu bàn về thân thể thần tiên giờ khắc này hoàng nhi không thể nghi ngờ là người phát ngôn hoàn mỹ nhất nếu như dứt bỏ khuôn mặt không đề cập tới Giờ phút này khí chất của Hoàng Nhi Thanh Xuân thoát tục, quả thực như là tiên tử từ trong tranh đi ra, thanh lệ tao nhã, tư thái hiểu điệu. Cánh tay ngọc trắng noán lộ ra một chút, nhẹ nhàng đi lại như không dính bụi trần, quả nhiên là đẹp như tranh, khó có thể miêu tả. Giang công tử, trong rừng cây này, có một ít hoa cỏ, Hoàng Nhi rất ưa thích, muốn cấy về trồng. Không nghĩ lại kinh động Giang công tử, thanh âm của Hoàng Nhi thanh nhã, lại lộ ra một cỗ khéo hiểu lòng người, để cho người nghe được ngôn ngữ của nàng, luôn luôn có một loại cảm giác sung sướng trong nội tâm. Lúc này nội tâm của Giang Trần có chút hư hư, cười hắc hắc. Như thế ta liền không quấy dày Hoàng Nhi cô nương rồi. Nói xong, khoát tay áo, đi như chạy vào trong động phủ. Hoàng Nhi cười một tiếng, ngưng mắt nhìn bộ dạng có chút chật vật của Giang Trần, trong mắt sáng lộ ra mỉm cười thân thiện, phảng phất cảm thấy Giang Trần như vậy càng thú vị. Giang công tử thật sự là quân tử, lăng ra tỉ muội kia, mỗi người một vẻ, ta thấy cũng yêu tiếc. Giang Công Tử có thể dùng lễ đối đãi, quả nhiên là khó được. Nhất cử nhất động của Lăng Huệ Nhi, kỳ thật Hoàng Nhi cũng thấy được. Không biết tại sao, ở một khắc này, trong nội tâm bình tĩnh không gợn sóng kia của nàng, lại có chút nhộn nhạo lên. Nhưng thấy Giang Trần rút tay, không giống nam tử khác thừa cơ chiếm tiện nghi, vậy mà trong nội tâm Hoàng Nhi có chút vui vẻ. Nàng không biết đây là tâm sự thiếu nữ, nhưng Giang Trần như vậy, lại làm cho nàng càng thưởng thức. Chỉ có điều, những điều này đều là trong lòng nghĩ dùng phong phạm khéo hiểu lòng người của Hoàng Nhi, là quả quyết sẽ không cầm cái này đến trêu gẹo Giang Trần. Nếu như đổi lại Đan Phi, chắc chắn sẽ ghen, nói vài lời không nhẹ không nặng trêu chọc. Nếu như đổi lại Câu Ngọc, dù không nói cái gì, nhưng sẽ sinh ra thành kiến với Lăng Huệ Nhi. Duy chỉ có Hoàng Nhi, lại hào phóng di chuyển chủ đề, nói mình ở chỗ này ngắt linh dược, hiển nhiên là sợ Giang Trần lo lắng nàng thấy được, gây ra hiểu lầm, miễn cho Giang Trần khó chịu nổi. Không thể không nói, nàng khéo hiểu lòng người như vậy làm cho giang trần có lối thoát nguyên vẹn không đến mức khó chịu nổi trở lại chỗ bế quan giang trần ngồi xếp bằng minh tưởng một hồi mới áp chế các loại kinh nghiệm trong lòng chỉ là sau khi những cảm xúc tươi đẹp kia bị hóa giải ở trong nội tâm giang trần lưu lại ấn tượng sâu nhất không phải bộ ngực no đủ co giãn của lăng huệ nhi mà là bóng hình xinh đẹp của hoàng nhi tại một khắc này giang trần thật sự có cảm giác tim đập thình thịch phảng phất loại cảm giác này vẫn ở chỗ đó là một lần tâm động trong số mệnh, loại thời khắc này, ở trong hoàn cảnh đó, đúng hẹn đã xảy ra. Bất quá Giang Trần cũng không phải người thích có những ý nghĩ kỳ quái. Là người của hai thế giới, làm cho hắn sớm đã biết rõ như thế nào khống chế tâm tình của mình. Việc cấp bách là trùng kích nguyên cảnh ngũ trọng, ta không thể lại phân tâm nữa. Huyễn Ba Sơn đan đấu, phong vân tế hội, thế tất có rất nhiều thiên tài cường giả xuất hiện, thực lực tăng lên một phần, sẽ nhiều một ít tiền vốn. Giang Trần nhất niệm đến đây, móc ra một ít bồi nguyên đan, còn có nguyên linh thạch, bắt đầu tu luyện. Luyện hóa tinh hạch của Chu Lân Hỏa Tích, làm cho linh khí trong cơ thể Giang Trần đầy đủ. Cộng thêm bồi nguyên đan cùng nguyên linh thạch, để cho Giang Trần căn bản không cần đi vận dụng long tinh. Chương 870, nguyên cảnh ngũ trọng 2. Nói thật, nếu bàn về nguyên linh chi khí, long tinh đầy đủ nhất, viễn siêu nguyên linh thạch cùng bồi nguyên đan. Bất quá Giang Trần tạm thời không muốn dùng long tinh, chính là nguyên cảnh ngũ trọng luyện hóa long tinh, đó là đại tài tiểu dụng, tạm thời không có tất yếu. Đợi đến lúc nguyên cảnh lục trọng, trùng kích thiên nguyên cảnh, lại dùng long tinh cũng không muộn. Đối với Giang Trần mà nói, đã có nhiều tích lũy như vậy, đột phá nguyên cảnh ngũ trọng, chỉ là vấn đề thời gian. Ước chừng 20 ngày sau, Giang Trần thuận lợi đột phá nguyên cảnh ngũ trọng, nguyên linh lực trong cơ thể, rõ ràng đã nhận được một tia tăng lên. Hắn tin tưởng, dùng mình bây giờ, chống lại nguyên cảnh bát trọng nhung tử phong, chỉ ít có 5-6 thành phần thắng lại bỏ ra ba ngày củng cố cảnh giới nguyên cảnh ngũ trọng, đem hết thảy vũ khí cùng thần thông tăng lên thoáng một phát. Theo tu vi tăng lên, các phương diện khác cũng sẽ cùng theo tăng lên. Để cho Giang Trần bất ngờ là, hắn cảm thấy huyết mạch kim thiền chấn động, tựa hồ kim thiền chi dực, ẩn ẩn có dấu hiệu xuất hiện. Ha ha, xem ra, huyết mạch kim thiền, ta dung hợp phi thường hoàn mỹ. Không ngoài sở liệu, chờ ta nhảy vào nguyên cảnh lục trọng, nhất định có thể thúc giục kim thiền chi dực rồi. Nếu như có thể đi vào thiên nguyên cảnh, kim thiền chi dực tất để cho ta như hổ thêm cánh có tư cách bay lượn đến lúc đó dù chống lại cường giả nhân thánh ta cũng không sợ võ giả nhân loại muốn đạt tới cấp độ phi hành thánh đạo là cất bước nhân thánh nhiều lắm chỉ có thể ngự không một thời gian ngắn địa thánh có thể bay lượn thời gian càng dài thậm chí là phi hành chiến đấu về phần cường giả thiên thánh có thể tự do bay lượn rồi nhưng mà mặc kệ cấp bậc nào phi hành đều cực kỳ hao phí nguyên lực mà kim thiền chi dực lại ở sau lưng mọc ra hai cánh trong suốt vô hình, để cho phi hành trở thành một loại bổn mạng thần thông, căn bản không cần hao phí nguyên lực gì. Đối với Giang Trần mà nói, đây tuyệt đối là một đại sát khí. Thiên nguyên cảnh, Giang Trần nghĩ đến chỗ tốt khi tiến vào thiên nguyên cảnh, trong lúc nhất thời, lại tràn đầy chờ mong. Tiến vào thiên nguyên cảnh, không đơn giản có thể luyện hóa kim thiền chi dực, còn có thể luyện hóa nguyên từ kim sơn, triệt để đem nguyên từ kim sơn thành một bảo vật đến dùng. Thử suy nghĩ một chút, đột nhiên triệu hồi ra một tòa nguyên từ kim sơn nguyên từ chi lực cường đại tăng thêm sức nặng sơn thể đừng nói cường giả đồng cấp dù vượt cấp khiêu chiến thừa dịp người không sẵn sàng cũng đủ sinh ra hiệu quả tất sát huống chi nếu như có thể triệu hồi ra kim ấn quân chủ trạng thái mạnh nhất chiến lược càng kinh người chính giang trần cũng không biết kim ấn quân chủ kia có bao nhiêu tiềm lực trạng thái mạnh nhất sẽ đáng sợ đến cỡ nào nhưng giang trần có thể tưởng tượng được nguyên từ kim sơn có bao nhiêu tiềm lực thì Kim Ấn quân chủ có bấy nhiêu tiềm lực. Nội tâm Giang Trần tràn đầy chờ mong, sau khi xuất quan, Giang Trần dò xét một vòng, phát hiện trong khoảng thời gian này, những người bên cạnh tu vi cũng tăng lên không ít. Câu Ngọc cùng Tiết Đồng, hôm nay ở nguyên cảnh nhất trọng đã phi thường vững chắc. Mà Diệp Trọng lâu lão gia tử, cây già mới khai hoa, sau khi nhận được nhiều chiếu cố của Giang Trần như vậy, tu vi cũng tăng vọt, dĩ nhiên là cường giả nguyên cảnh tứ trọng. Mặt khác như Quách Tiến cùng Kiều thị huynh đệ, cũng ẩn ẩn có xu thế đột phá nguyên cảnh, quả nhiên là một mảnh vui sướng hướng quang vinh. Cách ngày xuất phát huyễn Ba Sơn đan đấu, cũng chỉ còn lại có 6-7 ngày. Giang Trần ngược lại không quên ước định với Lăng Gia tỉ muội phát một đạo truyền âm phù đi động phủ của Lăng Bích Nhi. Rất nhanh, Lăng Bích Nhi liền tự mình đến động phủ Giang Trần tiếp hắn. Lần này, Lăng Huệ Nhi lại không có xuất hiện. Giang Sư Đệ, Huệ Nhi tuổi nhỏ, làm việc hoang đường, nói lời điên loạn, xin người tha thứ nhiều hơn. Hôm nay ta cấm đoán nàng nửa năm, trước khi ta từ Huyễn Ba Sơn trở lại, là không cho phép nàng ly khai động phủ nửa bước. Lăng Bích Nhi biểu hiện ra phong phạm của một tỷ tỷ nghiêm khắc. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, Giang Trần là người tiêu sái, sự tình ngày đó hắn đã sớm không chú ý, mỉm cười nói. Huệ Nhi sư muội ngây thơ chất phác, chợt có lời nói và việc làm kinh người, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bích Nhi sư tỷ, mời. Lăng Bích Nhi khẽ gật đầu, đi ở phía trước, dẫn Giang Trần về động phủ của nàng. Lăng Bích Nhi hiển nhiên là loại nữ tử cực kỳ để ý thanh danh, dù cùng Giang Trần đồng hành, cũng một trước một sau, bảo trì khoảng cách nhất định. Cũng không phải nàng có mâu thuẫn gì với Giang Trần, mà là thiên tính của nàng như vậy. Động phủ của Lăng Bích Nhi, cùng Giang Trần mở rộng đại hạp bất đồng, lộ ra càng thêm tinh xảo, bố trí càng thêm đẹp đẽ, như một phương tiên cảnh. Phụ thân của hai tỷ muội tên là Lăng Túc, bộ dạng chỉ khoảng 40 tuổi. Chỉ là, hôn mê thời gian dài, làm cho sắc mặt hắn tái nhợt, tựa như củi khô. Nằm ở trên hàn ngọc ôn sàng, nếu không phải ngẫu nhiên cảm giác được một đạo khí tức như tơ nhện, cơ hồ khiến người hoài nghi đây là một thi thể. Giang Trần từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bộ ngân châm, đâm trên người lăng túc, một lát sau, Giang Trần rót thần thức vào giò xét. Giang Trần sư đệ, không thể như thế, mê thần chướng này ở trong thức hải cha ta, sẽ lây sang ngươi. Nếu đổi lại đan sư dược sư khác, sẽ thật không dám dùng thần thức giò xét lung tung, bởi vì mê thần chướng lây bệnh phi thường mạnh. Một khi chạm đến thần thức, sẽ lây bệnh, nhưng Giang Trần sớm có chuẩn bị, không nói thủ đoạn tị độc của hắn cao bao nhiêu, chỉ là kim thiền huyết mạch, bách độc bất xâm, cũng đủ để cho mê thần chướng tìm không thấy cửa đột phá. Không thể dùng thần thức dò xét, có thể nói là vấn đề khó khăn nhất khi trị liệu lăng túc. Bất kể là vị đan đạo đại sư nào, kể cả vân niết trưởng lão, đều không dám dùng thần thức điều tra. Cũng bởi vì vậy, mới không cách nào chẩn đoán chính xác không cách nào đúng bệnh hốt thuốc. Giang Trần mỉm cười, khoát tay chặn lại. Bích Nhi sư tỷ không cần lo lắng, ta có thủ đoạn thị độc. Không dùng thần thức dò xét, loại độc này của lệnh tôn, không người có thể giải. Ngữ khí của Giang Trần, lộ ra một cố tự tin để cho Lăng Bích Nhi không cách nào nghi vấn. Tuy Lăng Bích Nhi lạnh lùng như băng, nhưng lại không phải người có tâm địa sắt đá. Mặc dù Giang Trần nói như vậy, nhưng vẻ mặt của nàng vẫn lo lắng. Tuy nàng rất muốn trị tốt bệnh của cha mình, nhưng lại không muốn vì vậy mà liên lụy người vô tội. Nhất là Giang Trần, loại người tốt không nói chuyện hồi báo, xuống tay chẩn đoán bệnh trước, Lăng Bích Nhi càng không muốn hắn có ngoại ý muốn gì. Dù sao, mặc dù là Vân Niết trưởng lão, năm đó cũng không dám dùng thần thức đi dò xét mê thần chứng. Lăng Bích Nhi nhìn thần thức của Giang Trần đã thăm dò vào, đứng tại nguyên chỗ, đã muốn ngăn cản, lại sợ quấy rầy Giang Trần, ngược lại sẽ thành chuyện xấu. Chương 871, nan đề của mê thần chứng 1. Trong lúc nhất thời, trên mặt tràn ngập lo lắng, đứng tại nguyên chỗ. Bất quá, chứng kiến bộ dạng Giang Trần lạnh nhạt tự nhiên, tâm tình lo lắng của Lăng Bích Nhi dần dần bình tĩnh trở lại, đến cuối cùng thì chân thành đứng ở bên cạnh, ngưng thần quan sát. Cuộc đời này, chưa bao giờ Lăng Bích Nhi cùng một nam tử đứng gần như vậy, càng không thật tình quan sát qua một nam tử tuổi còn trẻ như thế. Giờ phút này, đột nhiên nàng giật mình, nam tử so với nàng chỉ lớn hơn một tuổi kia, giơ tay nhấc chân tầm đó, vậy mà lộ ra một cỗ khí độ ổn trọng, rất có phong cách quý phái. Cỗ khí độ này, Lăng Bích Nhi ẩn ẩn chỉ ở trên người những tông môn cự đầu như Vân Nhất Trưởng Lão mới có thể cảm nhận được. Trong lúc nhất thời, nội tâm Lăng Bích Nhi kinh ngạc, tâm tình như băng sơn, giờ phút này vậy mà cũng hóa thành đạo đạo nhu sóng, nổi lên một tia rung động nhỏ không thể thấy. Nếu như là đan sư trẻ tuổi khác, lỗ mãng dùng thần thức thăm dò như vậy, có lẽ Lăng Bích Nhi sẽ cho rằng cái này là vì nịnh nọt tỉ muội nàng, tất sẽ ngăn trở. Mà giờ khắc này, theo thời gian trôi qua, lại làm cho Lăng Bích Nhi cảm thấy, Giang Trần là chân chính đã tính trước. Một phút đồng hồ sau, Giang Trần mở mắt ra, thu hồi thần thức. Giang sư đệ, Lăng Bích Nhi kêu ra miệng, chợt nhớ tới, Giang Trần này so với mình còn lớn hơn một tuổi, gọi hắn là Giang sư đệ, mình không phải có chút vô lễ chứ. Giang Trần gật đầu, nhíu mày, Bích Nhi sư tỷ, mê thần chứng của lệnh tôn, quả nhiên hết sức phức tạp. Mê thần chứng có nhiều chủng loại, nếu chỉ là một loại mê thần chứng, rất dễ đúng bệnh hốt thuốc. Nhưng trong cơ thể lệnh tôn, vậy mà có tới 3-4 loại. Hơn nữa nhiều năm như vậy, mê thần chứng đối lưu dung hợp, có thể nói là tăng ngàn vạn lần, tầng tầng lớn mạnh, muốn hóa giải, cực kỳ không dễ. Cũng không phải giang trần hù dọa lăng bích nhi, lại càng không phải nói chuyện giật gân. 3-4 loại mê thần chứng, nếu như mới chúng, không quá một năm, mê thần chứng tầm đó không có dung hợp, đúng bệnh hốt thuốc, vẫn có thể chữa được. Nhưng đến một bước này, cũng không phải nói hoàn toàn không có hy vọng cứu chữa, nhưng quá trình tuyệt đối là cực kỳ phức tạp gian nan. Mê thần chướng thật giống như kim tầm nhà tơ, cây cây quấn lại với nhau, mê thần chướng bất đồng, dung hợp cùng một chỗ, muốn giải độc này, thật sự như cẩn thận thăm dò u gốc, độ khó thật lớn. Hơn nữa hoàn toàn không thể sai lầm, một khi sơ suất ở một chi tiết nhỏ, tất sẽ khiến mê thần chướng phát tác toàn diện, có khả năng để cho người chúng độc triệt để không chữa được. lang Bích Nhi nghe Giang Trần nói như vậy, sắc mặt thoáng cái ảm đạm xuống nói như vậy mê thần trướng này thật không thể cứu trợ sao giang trần lắc đầu có thể cứu nhưng độ khó rất lớn hơn nữa quá trình cứu chữa sẽ hết sức phức tạp tùy thời có khả năng xuất hiện nguy hiểm giang trần cũng không thừa nước đục thả câu đem tình huống của lăng túc rõ ràng giành mạch nói một lần lang bích nhi cực kỳ thông minh sau khi nghe xong cũng tỉnh táo lại thứ nhất mê thần trướng của phụ thân rất khó chữa nhưng còn có một đường hy vọng tiếp theo Giải mê thần chướng này, quá trình rất gian nan, hơn nữa tùy thời có khả năng thất bại, dẫn phát tình huống tệ hơn. Ngoài ra, muốn giải chất độc này, cần thời gian cùng tinh lực rất dài, cần thủ pháp rất tỉ mỉ, không thể ra một chút lầm lỗi. Giang Trần, nếu như là ta động thủ giải độc cho cha ta, người cảm thấy có mấy thành hy vọng. Lăng Bích Nhi cảm thấy muốn Giang Trần phí nhiều thời gian cùng tinh lực như vậy đi giải độc cho phụ thân, cái này quá ép buộc, nàng muốn tự mình ra trận tuy lăng bích nhi cảm thấy mình cùng giang trần có chút tranh lệch nhưng dù thế nào mình cũng là thiên tài đan đạo trẻ tuổi đều biết giang trần cười khổ một tiếng nếu như muốn ta nói thật sư tỷ ngươi ra tay hy vọng cơ hồ là không lăng bích nhi sững sờ vì sao bởi vì sư tỷ không cách nào dùng thần thức tiến vào thức hải của lệnh tôn không thể dùng thần thức quan sát mê thần trướng ngươi sẽ không cách nào một tầng một tầng mở ra mê thần trướng đây cũng không phải đe dọa lăng bích nhi mà là tình hình thực tế nếu không phải Giang Trần có kim thiền huyết mạch, hơn nữa có thủ đoạn tị độc độc nhất vô nhị, song trọng bảo hiểm ra thân, hắn cũng sẽ không tùy tiện dùng thần thức dò xét. Về phần cứu chữa giải độc, hao phí thần thức, thời gian cần có, ít nhất là gấp trăm lần nghìn lần lúc Trần đoán bệnh. Trước đó Giang Trần cũng không ngờ tới, lăng túc chúng độc sẽ phức tạp như vậy. Mê thần chướng, chỉ cần Trần đoán chính xác, cơ hồ là có thể đúng bệnh hốt thuốc. Mà mê thần trướng của lăng túc, dĩ nhiên là ba bốn loại mê thần trướng dung hợp lại với nhau nếu như không dung hợp, đồng dạng có thể đúng bệnh hốt thuốc. Sau khi dung hợp, độ khó thoáng cái tăng lên nghìn vạn lần. Giống với mấy sợi dây thừng, một sợi một sợi đặt ở nơi đó, rất dễ dàng sửa sang lại. Nhưng mà mấy sợi cuốn thành một đoàn, muốn sửa sang lại, sẽ không dễ dàng. Mà cái này không giống cưới dây, đây là giải độc, tùy thời sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Dùng tu vi của Lăng Bích Nhi, nếu như nàng có thể thị độc, có lẽ có hai ba thành nắm chắc. Nhưng mà, nàng không cách nào tránh đi mê thần chướng. Để nàng đi trị liệu, trừ bỏ bị lây bệnh ra, không có khả năng khác. Lăng Bích Nhi biết Giang Trần không phải dọa nàng, mê thần chướng này, ngay cả Vân Niết Trưởng Lão cũng không dám thăm dò, muốn Lăng Bích Nhi nàng đi giải độc, chỉ sợ thần thức vừa mới tiến vào, đã bị mê thần chướng lây bệnh. Cũng chỉ có Giang Trần, có được thủ đoạn tị độc độc nhất vô nhị, mới có thể thử. Khẽ cắn môi son, giờ phút này Lăng Bích Nhi cũng bất chấp rụt rè, hỏi. Giang Sư Đệ, Ta biết nói như vậy rất mạo muội, nhưng ngươi có thể dạy ta cách tị độc hay không? Phảng phất sợ mình quá đường đột, lập tức cường điệu nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy không của ngươi, ngươi có điều kiện gì, có thể nói, linh thạch, đan dược, dù hiện tại ta cầm không ra rất nhiều, nhưng về sau ta có thể chậm rãi trả lại ngươi. Giang Trần thấy Lăng Bích nhi như vậy, cũng thầm than thiếu nữ này chấp nhất, vì phụ thân, hai vai nhu nhược, quả nhiên là gánh chịu rất nhiều cái này để cho Giang Trần nghiêm nghị kính nể, thủ đoạn tị độc, dạy ngươi cũng không có việc gì. Chỉ là, ta dạy cho ngươi thủ đoạn tị độc, cũng chỉ có một nửa cơ hội tránh đi mê thần chướng lây bệnh. Đây cũng không phải lừa gạt lăng bích nhi, thủ đoạn tị độc của Giang Trần là một phương diện, kim thiền huyết mạch bách độc bất xâm mới là bảo hiểm trọng yếu nhất. Nhưng kim thiền huyết mạch này, liên quan đến thượng cổ kim thiền, Giang Trần tự nhiên không cách nào lấy ra cho lăng bích nhi. Hơn nữa, mặc dù ngươi thành công tị độc, xác suất người có thể cởi bỏ mê thần chướng này thành công, nhiều lắm chỉ hai ba thành. chương 872, nan đề của mê thần chướng 2. Ngữ khí của Lăng Bích Nhi kiên định, dù chỉ có một đường sinh cơ, ta cũng nguyện ý thử một lần. Cha kéo nhiều năm như vậy, nếu như hắn biết ta lựa chọn, nhất định sẽ ủng hộ ta. Mặc dù thất bại, cũng tốt hơn kéo lấy giày vò như vậy. Đối mặt thái độ kiên quyết như vậy, Giang Trần cũng kính nể. Mặc dù là nam nhân, đối mặt loại khốn cảnh này, chỉ sợ cũng không có khả năng kiên cường, quả quyết hơn lăng Bích Nhi. Bích Nhi sư tỷ thủ đoạn tị độc, ta có thể dạy ngươi. Nhưng ta phải nói lần nữa, thủ đoạn này, nhiều lắm chỉ có một nửa xác suất tránh đi mê thần trướng lây bệnh. Một khi ngươi hơi có chút sai lầm, mê thần trướng sẽ thôn vệ ngươi, để ngươi biến thành như phụ thân ngươi. Thân hình lăng Bích Nhi khẽ run lên, nhưng trên mặt xinh đẹp tuyệt trần, lại tràn ngập kiên quyết như cũ. Lúc này, cửa đẩy ra, lăng Huệ Nhi chạy tiến đến. Không được, tỷ tỷ huệ nhi không cho phép người mạo hiểm muốn mạo hiểm cũng là huệ nhi đến dù huệ nhi xảy ra vấn đề tỷ tỷ còn có thể chiếu cố huệ nhi nếu như tỷ tỷ xảy ra chuyện huệ nhi không chỗ nương tựa có thể làm sao bây giờ huệ nhi đừng hồ đồ lăng bích nhi thấy lăng huệ nhi bế quan vậy mà vụng trộm xuất hiện lại cùng nàng muốn đoạt lấy cứu phụ thân cái này để cho lăng bích nhi đã thương cảm lại bất đắc dĩ lăng huệ nhi xoay người lại đôi mắt to hồn nhiên nhìn chằm chằm vào giang trần giang sư huynh đêm nay ngươi không muốn đi chỉ cần dạy ta biện pháp vị độc huệ nhi nguyện ý cùng ngươi lấy thân thể ta trao đổi huệ nhi không muốn vạn nhất ta xảy ra chuyện về sau tỷ tỷ còn phải thiếu nợ ngươi về sau hàng năm hàng tháng còn phải trả ngươi linh thạch đan dược giang trần nhìn thấy lăng huệ nhi không khỏi nhớ tới chuyện ngày đó cười khổ nói ta lúc nào đã từng nói qua muốn các ngươi đền bù tổn thất phương pháp vị độc ta có thể không ràng buộc truyền thụ bất quá tính cách như Huệ Nhi sư muội ngươi, xác suất thành công sẽ không vượt qua một thành. Mặc dù Giang Trần biết nói như vậy rất tàn nhẫn, nhưng vì an nguy của hai tỷ muội này, không thể không hảo tâm nhắc nhở một câu. Lăng Huệ Nhi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Giang Trần sẽ hảo phóng như vậy. Nhưng nghe Giang Trần nói, lại có chút không phục, vì cái gì ta chỉ có một thành, tỷ tỷ lại có hai ba thành, vậy ngươi ra tay, có thể có mấy thành hy vọng. Giang Trần cười khổ, vấn đề của Lăng Huệ Nhi này, luôn sắc bén như vậy để cho hắn không cách nào trả lời. Kỳ thật trong nội tâm Giang Trần cũng tính toán qua, nếu như hắn tự mình ra tay, muốn giải độc này, ít nhất cần 10 ngày nửa tháng. Hơn nữa, nhiều lắm chỉ có 7, 8 phần xác suất thành công. Mấu chốt nhất là, hết thảy còn phải có điều kiện tiên quyết, phải tìm được vật giải độc đối ứng ba bốn loại mê thần chứng này, chế ra linh dịch đan dược hoàn mỹ với tư cách dược vật trị liệu, sau đó thông qua thần thức dẫn nhập. Toàn bộ quá trình cực kỳ phức tạp, nếu như tu vi đan đạo của Giang Trần có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong kiếp trước, tự nhiên có 10 phần nắm chắc, mà bây giờ, hắn nhiều lắm chỉ có 7, 8 phần nắm chắc. Tựa hồ hai tỷ muội rất có ăn ý, Lăng Huệ Nhi trông mong nhìn Giang Trần, con mắt của Lăng Bích Nhi cũng linh hoạt khinh động, bất lực nhìn qua hắn. Giống như hai tiểu cô nương bị lạc, loại ánh mắt đáng thương kia, làm cho Giang Trần nhìn xem cũng liên tục thở dài. Thầm than Lăng Túc này phúc khí tốt, có hai con gái tốt như vậy nếu như ta ra tay, nắm chắc có lẽ vượt qua năm thành. Giang Trần cũng không có đem lời nói chết, mà lưu thêm vài phần chỗ trống. Năm thành nắm chắc, đối với lăng gia tỉ muội mà nói, đã là tương đối kinh người rồi. Năm thành, lăng huệ nhi một phát bắt được cánh tay Giang Trần, không ngừng lắc lư. Giang Sư Huynh, vậy ngươi nhất định phải cứu cha ta. Huệ Nhi cam đoan, chỉ cần Giang Sư Huynh dụng tâm dùng sức đi cứu, mặc kệ cuối cùng có thành công hay không, ngày đó sư tình Huệ Nhi đáp ứng Giang Sư Huynh, cũng sẽ không chơi xấu. Nâng lên chuyện ngày đó, Giang Trần dở khóc dở cười. Lăng Huệ Nhi tuổi còn nhỏ, lại luôn ngữ ra kinh người. Giờ phút này đung đưa cánh tay Giang Trần, hung khí kinh người thỉnh thoảng cọ động vài cái, lực đàn hồi kinh người kia, lách đến Giang Trần cảm thấy khó chịu nổi. Cầu cứu nhìn Lăng Bích Nhi một cái, cố gắng khắc chế tâm thần, không để cho mình xuất hiện phản ứng sinh lý quá mãnh liệt, lúc này, nếu xuất hiện loại phản ứng kia, ở trước mặt hai tỷ muội cái kia thật đúng là quá xấu hổ rồi. Lăng Bích Nhi thấy Giang Trần như thế, một tay kéo Lăng Huệ Nhi ra. Huệ Nhi, không được vô lễ, chuyện này liên quan trọng đại, Giang Sư Đệ khẳng định có lo nghĩ của hắn. Lăng Huệ Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, tỷ tỷ, không cho người đoạt với ta. Lăng Bích Nhi im lặng, tiến lên chỉnh đốn trang phục thi lễ. Giang Sư Đệ, cuộc đời này, Bích Nhi chưa bao giờ cầu qua ai. Vì cha chúng ta, Bích Nhi cầu Sư Đệ ra tay. Mặc kệ kết quả như thế nào, tỉ muội chúng ta sẽ làm châu làm ngựa báo đáp sư đệ. Giang Trần càng bó tay rồi, hai tỉ muội này, một cái so một cái sắc bén A. Tình hình này, giống như hắn chính là loại ác ôn buộc người ta ký văn tự bán mình. Liên tục khoát tay nói, Bích Nhi sư tỷ tình đồng môn, nói gì báo đáp. Việc này, trước phải thu thập giải dược đối ứng mê thần chướng Sau hành trình Nguyễn Ba Sơn, việc này mới có kết luận nếu như tìm không ra linh dược đối phó những mê thần chướng kia, hết thảy đều là nói suông. Lăng Bích Nhi nao nao, đột nhiên tú mục bắn ra dạ ánh sáng vui sướng. Nói như thế, sư đệ ngươi đồng ý xuất thủ, tỉ muội các ngươi vì lệnh tôn làm nhiều như vậy, giang mỗ cũng không phải ý chí sắt đá, tất nhiên có chỗ xúc động, sao có thể thấy chết mà không cứu được. Thấy giang trần đáp ứng, lăng ra tỉ muội đều mừng rỡ, lăng bích nhi lau khóe mắt, lăng huệ nhi thì hoan hô tung tăng như chim sẻ. Giang sư huynh, Huệ Nhi nói lời giữ lời, chuyện ngày đó, Huệ Nhi sẽ không chơi xấu. Nếu ngươi không tin, chúng ta ngoéo tay." Lăng Huệ Nhi rũi ra đầu ngón út, cùng với Giang Trần ngoéo tay hứa hẹn. Giang Trần cười cười, "Huệ Nhi sư muội, những sự tình kia không cần nhắc lại. Nếu ta là thế hệ hiệp ân báo đáp, chắc hẳn các ngươi cũng lo lắng ta đến khám và chữa bệnh lệnh tôn." Lăng Huệ Nhi ngẩn ngơ, tựa hồ có chút khó hiểu. Tại tông môn, Đan Hà Cốc, bao nhiêu thiên tài tuổi trẻ, thời điểm gặp nàng loại tham lam trong mắt kia, phảng phất muốn đem nàng nuốt vào. Nàng cảm thấy, Giang Sư Huynh hẳn cũng là như vậy. Thế nhưng mà, Giang Sư Huynh nói như vậy, là có ý gì? Lăng Huệ Nhi tâm tư đơn thuần, trong lúc nhất thời, còn tưởng rằng Giang Trần không thích mình. Kinh ngạc chỉ chốc lát, mới ngửa đầu hỏi, Giang Sư Huynh, người không thích Huệ Nhi sao? Đúng rồi, người nhất định là ưa thích tỷ tỷ của ta, đúng không? mươi 873, tụ tập huyễn Ba Sơn. Lăng Bích Nhi nghe vậy, mặt soát một phát đỏ lên. Bất quá lần này, nàng lại không có quát Lăng Huệ Nhi, mà là khuôn mặt đỏ bừng, giả bộ như không nghe thấy, đi đến trước giường phụ thân. Nhưng mà lực chú ý, lại nhìn phản ứng của Giang Trần. Giờ khắc này, vậy mà Lăng Bích Nhi sinh ra một ý niệm kỳ quái trong đầu, nàng muốn biết, đến cùng Giang sư đệ này, là đối đãi các nàng như thế nào. Huệ Nhi sư muội tỉ muội các người đều là giai nhân, mỗi người mỗi vẻ. Tông môn cao thấp, ai không yêu mến tỉ muội bọn ngươi. Chỉ là, nếu như ta vì vậy mà lợi dụng lúc người gặp khó khăn, thì không bằng xúc sinh rồi. Lời nói này, Lăng Huệ Nhi cái hiểu cái không, nhưng Lăng Bích Nhi nghe vậy, tâm tình ngược lại hơi có chút xa sút Nàng nghe được ra, Giang Trần đối với tỉ muội các nàng, cùng những thiên tài tông môn kia bất đồng. Hắn giúp các nàng, tuyệt đối không phải hướng về tỉ muội các nàng đến, mà là thật tâm hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, nội tâm Lăng Bích Nhi lại hơi có chút khổ sở chỉ cảm thấy mặc dù toàn bộ tài tuấn tông môn đều muốn nâng tỉ muội các nàng như thiên tiên cũng không bằng giang trần đối đãi các nàng bằng ánh mắt khác chỉ tiếc từ trong lời nói của giang trần lăng bích nhi không có cảm giác được điểm này tuy hơi có chút thương cảm nhưng trong nội tâm lăng bích nhi lại quyết định tuy lăng bích nhi ta là con gái yếu ớt nhưng lại là người giữ chữ tín nếu như giang sư đệ thật có thể cứu tỉnh cha dù làm nha hoàn cho giang sư đệ ta cũng không hối hận lăng bích nhi bề ngoài lạnh lùng như băng cũng là có nguyên nhân. Tỉ muội hai người, sinh tồn ở trong loại hoàn cảnh này, loại khí chất kia, có thể trợ giúp bảo hộ các nàng. Nói trắng ra là, một mặt là bởi vì bệnh tình của cha, làm cho khí chất của Lăng Bích Nhi nhiều thêm vài phần lạnh lùng cùng buồn bực không vui. Một phương diện khác, khí chất lãnh nhược băng sơn, cũng có thể ngăn cản một ít dê sồm ở bên ngoài, kỳ thật cũng là một loại bảo hộ mình. Nhưng, băng sơn lại cứng rắn, một khi gặp được lực lượng làm cho nàng hòa tan, đồng dạng sẽ hòa tan thậm chí sụp đổ mãnh liệt nói cho cùng nhân tâm cuối cùng là thịt mặc dù khí chất lạnh nhưng ở trong trái tim lại lửa nóng chỉ là cho tới nay không có loại người này có thể làm cho trái tim của nàng nhảy lên loạn nhịp mà giờ khắc này tựa hồ lăng bích nhi đã nhận ra loại tiết tấu này nhưng lăng bích nhi trời sinh chưa yêu ai gặp phải giờ phút này lại có chút khẩn trương có chút lo được lo mất thậm chí là sợ hãi ở trên điểm này lăng bích nhi biết rõ mình còn không bằng muội muội Lăng Huệ Nhi. Muội muội Lăng Huệ Nhi, tính trẻ con chưa hết, yêu hận trực tiếp, dám yêu dám hận. Nhất là cử động ngày đó của muội muội, sau này Lăng Bích Nhi ngẫm lại, cũng xấu hổ khó ức. Như thế, đừng nói bảo nàng đi làm, dù chỉ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Nắm tay nam nhân, ấn đến trước ngực của mình, cái này đối với Lăng Bích Nhi mà nói, quả thực là sự tình không thể nào làm được. Giang Trần lại không nói gì, cầm lấy dây bút, ở một bên ghi ghi vẽ vẽ. Một lát sau, một đan phương bị hắn viết ra, trong cơ thể lăng túc, có tất cả bốn loại mê thần chướng, bốn loại thành phần, phải đối ứng bốn loại linh dược bất đồng. Bích Nhi Sư tỷ Hành Trình Nguyễn Ba Sơn, bốn loại linh dược này, người phải lưu ý thoáng một phát. Nếu không tìm được bốn loại này, chúng đều có vật thay thế. Vật thay thế, ta cũng ghi ở phía trên, người tận khả năng thu thập nhiều một ít. Ta tiến vào huyễn Ba Sơn, cũng sẽ lưu ý giúp ngươi. Lăng Bích Nhi thấy Giang Trần như vậy, vội vàng thu những tạp niệm loạn thất bát tao kia, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy đan phương. Đại ân đại đức của Giang Trần sư đệ, Bích Nhi khắc sâu trong tâm. Giang Trần không tiện dừng lại, những chuyện khác, sau Huyễn Ba Sơn đan đấu lại nói. cáo từ trước, trở lại động phủ, Giang Trần bắt đầu chuẩn bị. Hai ngày cuối cùng này, hắn đem toàn bộ thời gian đặt ở trên Huyễn Ba Sơn đan đấu. Từ chỗ Vân Niết trưởng lão, lấy được một ít điển cố Huyễn Ba Sơn đan đấu tình huống khóa trước, còn có gần vài năm nay, thiên tài đan đạo của tất cả đại tông môn ở vạn tượng cương vực, tài liệu ngược lại là phi thường đầy đủ. Hai ngày sau, đội ngũ huyễn Ba Sơn đan đấu tập hợp. Tuy là đan đấu, nhưng mà tất cả đại tông môn, hiển nhiên đều phi thường coi trọng. Bên đan càn cung, đan chỉ vì biểu đạt ủng hộ vân nhất trưởng lão, tự mình dẫn đội, một nhóm nhân mã hảo hảo đáng đáng xuất phát. Trước khi Giang Trần xuất phát, đã đem sự tình động phủ phó thác tốt, lúc này mới cùng đại bộ đội tập hợp, chung một chỗ xuất phát. Nguyễn Ba Sơn cách đàn càn cung mấy vạn dặm, ở phía tây nam của vạn tượng đế quốc năm đó, là địa phương linh dược phong phú nhất của cả vạn tượng cương vực. Trước khi vạn tượng đế quốc băng diệt, thực lực đế quốc cường đại, tất cả đại tông môn của vạn tượng cương vực đều chịu lấy đế quốc quản chế. Cho nên, thời đại kia, vạn tượng đế quốc mới là tồn tại trí cao của vạn tượng cương vực, hưởng dụng tài nguyên cao cấp nhất. Hôm nay, vạn tượng đế quốc tiêu vong, sáu đại tông môn chia cắt lợi ích nguyên lai mà hoàng thất lưu lại, lúc này mới phi tốc phát triển, tạo thành cục diện bây giờ. Bởi vì tài nguyên của huyện Ba Sơn, sáu tông môn đỉnh cấp tầm đó, đều từng phát sinh qua tranh đoạt kịch liệt, tử thương rất lớn. Cuối cùng ai cũng không đánh phục được ai, chỉ có thể ngồi xuống ước định, mới có điển cố huyện Ba Sơn đan đấu này. Vài ngày sau, đội ngũ thuận lợi đến nơi, huyện Ba Sơn, không chỉ là một ngọn núi, cụ thể mà nói, là một sơn mạch liên miên không ngớt, diện tích lãnh thổ bao la, bao trùm mấy vạn dặm. Xa xa nhìn lại, ngoài huyễn ba sơn kia bao phủ một tầng xương mù màu lam nhạt tựa như gợn sóng phập phồng như huyễn như thực cho người một loại cảm giác mơ màng vô hạn cũng bởi vậy mà có tên huyễn ba sơn ngoài huyễn ba sơn năm đó lúc vạn tượng đế quốc xây dựng rầm rộ tên là huyễn ba đại điện như một sơn trang cực lớn ở bên ngoài huyễn ba sơn huyễn ba đại điện này năm đó hoàng thất vạn tượng đế quốc triệu tập toàn bộ thế lực của vạn tượng cương vực hội tụ cũng đủ dung nạp được hôm nay sáu tứ phẩm tông môn 20 ngũ phẩm tông môn tổng cộng cũng không quá đáng là vài trăm người vào huyễn ba đại điện này ngược lại lộ ra cảm giác có chút trống trải nhìn huyễn ba đại điện trầm trọng đại khí giang trần liền có thể tưởng tượng ra đế quốc năm đó hưng thịnh cùng cường đại trình độ kiến trúc của huyễn ba đại điện này mặc dù là kiến trúc đỉnh cấp của đan càn cung so sánh với nó vẫn có tranh lệch rất nhiều ha 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 đan chỉ lão đệ mấy năm không thấy phong thái càng hơn năm đó a à. đột nhiên một tiếng cười cởi mở truyền đến Người tới, là một người mặc trường bào màu đen, cất bước đi tới, tựa như đại hải minh mông nhấc lên sóng lớn, đập vào mặt đánh úp lại. chương 874, cự đầu khiêu khích một. Thiên minh lão ca, người cũng tự mình đến. Đan chỉ nhìn thấy người này, mặt mũi cũng tràn đầy tươi cười, nghênh đón tiếp lấy. Hai người ôm nhau, đều cười ha ha. Vân Niết trưởng lão ở một bên thấp giọng giới thiệu, vị này chính là Bắc Minh Tông Thiên Minh thượng nhân, là tông chủ Bắc Minh Tông, quyền cao chức trọng, cùng đan chỉ cung chủ quan hệ rất mật thiết. Bắc Minh Tông, cùng đan cản cung chúng ta quan hệ cũng rất tốt, thường xuyên lui tới. Những lời này, tự nhiên là nói cho đám trẻ tuổi Giang Trần nghe. Sớm muộn gì, người trẻ tuổi cũng phải gánh vác tông môn, sớm để cho người trẻ tuổi hiểu rõ tình huống của vạn tượng cương vực, cũng không có cái gì không tốt. Giang Trần cùng Mộc Cao Kỳ liếc nhau, hiển nhiên đều nhớ tới hành trình Mộc Linh Tuyền lúc trước, đệ tử Bắc Minh Tông, là trước nhất tao ngộ ám toán, bị ám khí của tiêu giao tông cạo chết. Vì thế, bọn hắn vẫn cảm thấy Bắc Minh Tông hơi yếu, nhưng nhìn thiên minh thượng nhân này, loại quan điểm này thoáng cái liền cải biến. Tu vi của thiên minh thượng nhân, dĩ nhiên là thánh đạo thất trọng, cường giả cấp bậc thiên thánh, so với đan chỉ cung chủ còn cao hơn. Vân Niết trưởng lão hiển nhiên cũng thấy được Giang Trần nghi hoặc, truyền âm nói. Giang Trần, thời điểm đan chỉ cung chủ không đến 50 tuổi, liền chấp trưởng đan càn cung. Hôm nay niên kỷ của hắn, cũng không đến 100 tuổi. Có tu vi thánh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, sắp đột phá lục trọng, ở cái tuổi này, những cự đầu của vạn tượng cương vực, không người có thành tựu như hắn. Kỳ thật không cần vân niết trưởng lão giải thích, Giang Trần cũng minh bạch. Hắn nghi hoặc, không phải thực lực của đan trì cung chủ cùng thiên minh thượng nhân này sai biệt. Hắn càng muốn biết là, mấy đại tông chủ khác, tu vi sẽ như thế nào. Thế giới võ đạo, địa vực bất đồng, cấp độ bất đồng, tài nguyên bất đồng, sinh ra cấp độ thiên tài cũng bất đồng. Lúc trước Giang Trần ở Đông Phương Vương Quốc, 20 tuổi có thể trở thành chân khí đại sư, đều là tồn tại rất giỏi. Mà tới thiên quế vương quốc, 20 tuổi có thể đi vào nửa bước tiên cảnh, cũng coi như không tệ. Bốn đại tông môn, 20 tuổi ít nhất cũng phải tiến vào địa linh cảnh, mới có thể được tính là thiên tài. Đến bảo thủ tông, chừng 20 tuổi, phải đạt tới nguyên cảnh, tiến vào đan hà cốc mới có tư cách dùng danh hào thiên tài. Mà thiên tài cấp cao nhất của vạn tượng cương vực, từ 20 tuổi đến 30 tuổi, phải dùng có thể trùng kích thánh cảnh hay không làm tiêu chuẩn. Nhưng mà, Vạn Tượng Cương vực cuối cùng chỉ là một hạ vực chán nản. Trên thực tế, toàn bộ Vạn Tượng Cương vực ở trong trẻ tuổi, chính thức có đủ tư cách trùng kích thánh cảnh, tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 người. Mà cực hạn của Vạn Tượng Cương vực cũng chỉ như vậy. Tiến vào thánh cảnh, thiên tài đỉnh cấp của Vạn Tượng Cương vực, tốc độ tu vi sẽ giảm bớt trên phạm vi lớn. Ở trong thánh cảnh, càng muốn tiến thêm một bước, này rất là gian nan. Ví dụ như Thẩm Thanh Hồng, nếu như hắn ở trong 30 tuổi xông vào thánh cảnh như vậy bước tiếp theo trùng kích địa thánh cảnh, nếu có thể ở trong vòng 60 tuổi, vậy hắn là thiên tài cấp bậc như đan trì. Nếu như vượt qua 60 tuổi, cái kia nhiều lắm là cấp bậc như liên thành trưởng lão. Nếu như đã qua 100 tuổi còn không cách nào nhảy vào địa thánh, vậy thì nhất định không có khả năng trở thành môn chủ đời kế tiếp. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối, tiến vào địa thánh cảnh, muốn tiến thêm một bước, độ khó càng tăng lớn. Mỗi đi một bước, cơ hồ là vô cùng gian khổ. Năm đó Đan Chỉ Thuận buồm xuôi gió, trước 60 tuổi liền tiến nhập địa thánh cảnh. Thế nhưng mà sau khi tiến vào địa thánh cảnh, bởi vì phía trước một đường quá thuận nên xuất hiện bình cảnh kỳ. Mãi cho đến gặp được Thuấn lão, hắn mới phá tan bình cảnh, nhận được đột phá. Hôm nay thuận lợi tiến vào thánh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, lập tức có thể trùng kích thánh cảnh lục trọng. Gặp được Thuấn lão chính là một cơ hội của hắn. Nếu như không có kỳ ngộ này, dù hắn có thể đột phá thánh cảnh ngũ trọng cũng tuyệt đối không có khả năng có tư cách liên tục đột phá. Dù sao, tại vạn tượng cương vực, tài nguyên đỉnh cấp có hạn, muốn tái tiến một bước, đều cần phải có thiên đại phúc duyên mới được. Không thể nghi ngờ, gặp được thuấn lão, là thiên đại phúc duyên của đan trì. Thiên minh thượng nhân kia vỗ vỗ bả vai đan trì, cười nói. Lão đệ, sớm nghe nói người đột phá thánh cảnh ngũ trọng, xem ra, người sắp đột phá thánh cảnh lục trọng rồi. Không hổ là tông chủ trẻ nhất của vạn tượng cương vực ta xem, không qua 5 năm, người sẽ vượt qua lão ca ta rồi. Niên kỷ của thiên minh thượng nhân, đã vượt qua 300, là gấp 3 lần đan trì cung chủ. Bất quá, hai người bọn họ hiển nhiên là bạn vong niên, tính cách rất hợp nhau. Thiên minh lão ca người có thể đột phá thiên thánh, thọ nguyên vô cùng, đến lúc đó, dù phong hoàng cũng không phải là không có hy vọng. Đan trì cung chủ cười nói, thiên minh thượng nhân cười ha ha, phong hoàng, lão ca ta không có dã vọng như vậy. Có thể ở sinh thời, tiến vào thánh cảnh đỉnh phong, chết cũng không tiếc. Nói thì nói như thế, nhưng mà ai cũng biết, trong nội tâm thiên minh thượng nhân chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, ít nhất là không cam lòng nghĩ như vậy. Đúng rồi, lão đệ, lần trước đan cản cung ngươi cùng bảo thủ tông kết minh, lão ca ca ta vốn nên tự mình đi chúc mừng, bất đắc dĩ môn hạ có một thân truyền đệ tử vừa vặn ở vào lúc mấu chốt, cho nên chậm trễ. Ngươi ngàn vạn lần đừng nên trách móc, chuyện kết minh, kỳ thật tất cả đại tông môn đều có cự đầu đi tham gia. Chỉ có điều, lúc ấy thiên minh thượng nhân lại không có dự họp bắc minh tông phái là phó tông chủ xích minh chân nhân tham gia đan trì cung chủ tùy ý cười cười lão ca nói như vậy là khách khí rồi nói xong hướng mấy người trẻ tuổi vẫy vẫy tay mấy người các ngươi đi lên bái kiến thiên minh tông chủ đi thiên minh tông chủ cười ha ha nhìn mấy người giang trần ánh mắt quét qua dáng tươi cười trên mặt càng tăng lên ân vị hiền chất này lão phu nhớ rõ gọi là thẩm thanh hồng a không có nhớ lầm chứ là cao đồ của liên thành trưởng lão nha, nghe nói sắp bước vào thánh cảnh, danh tiếng thiên tài, quả nhiên truyền không uổng. ánh mắt lại dừng ở trên người lăng bích nhi chốc lát, gật đầu tán thưởng. nguyên cảnh cửu trọng cũng là thiên tài đỉnh cấp, không tệ, coi như không tệ. lúc nhìn đến giang trần, lại chỉ là nguyên cảnh ngũ trọng, thiên minh thượng nhân hơi có chút kinh ngạc. vị hiền chất này lại có chút lạ mắt a, à. ha ha, lão ca, đây là giang trần, là thiên tài mà đan càn cung ta cùng bảo thụ tông cộng đồng bồi dưỡng. À, kẻ này là Giang Trần, hiền đệ, tục truyền ngươi vì kẻ này, không tiếc kết minh với bảo thủ tông. Ngược lại là ánh mắt lão phu vụng về rồi, thiên minh thượng nhân cười ha ha, không ngừng gật đầu. Tốt, tốt, dùng tu vi nguyên cảnh ngũ trọng, có thể được đan trì cung chủ cùng vân nhất trưởng lão coi trọng, nhất định là thiên tài rất giỏi. Đợi một thời gian, tất thành châu báu. Chương 875, cự đầu khiêu khích hai. Thiên Minh thượng nhân này, thoạt nhìn là loại hảo tiên sinh, ai cũng không đắc tội, cho dù là người trẻ tuổi, ngữ điệu cũng hết sức ca ngợi, tuyệt không đả kích tin tưởng của người trẻ tuổi. Điểm này, ngược lại là có phần khó được, Giang Trần cũng không thất lễ, đáp tạ nói. Đa tạ các ngôn của thiên minh tông chủ, ánh mắt của thiên minh thượng nhân cuối cùng mới dừng lại ở trên người một cao kỳ, lần này, hắn càng kỳ lạ rồi, không khỏi nở nụ cười. Đan càn cung, không hổ là đại tông môn dùng đan đạo lập tông. Vị hiền chất này nhỏ tuổi nhất, tu vi võ đạo chỉ là nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong, lại có thể tham gia thịnh hội như vậy, đích thị là thiên tài đan đạo rất giỏi. Không biết Lão Phu có phải nhìn lầm không? Một cao kỳ đối mặt cường giả thiên thánh, trong nội tâm bao nhiêu cũng có chút khẩn trương. Đan trì cung chủ cười ha ha, thiên phú đan đạo của kẻ này, hoàn toàn chính xác xuất chúng. Trời xanh là tiên thiên mộc linh thể thượng thừa, chính là thiên tài đan đạo đan càn cung ta trọng điểm bồi dưỡng. Lần này, là dẫn hắn tới trải nghiệm, đối với một cao kỳ là tiên thiên mộc linh thể, đan càn cung tự nhiên là phải trọng điểm bồi dưỡng. Nhân vật như vậy là đại biểu cho một danh tiếng, có thể hấp dẫn càng nhiều ánh mắt nữa, làm cho đan càn cung danh dương thiên hạ. Loại nhân vật cấp bậc chiêu bài này, lực ảnh hưởng đối với tông môn là phi thường lớn. Nếu như một ngày kia mộc cao kỳ này đan đạo đại thành, chỉ sợ người hướng về phía danh khí của mộc cao kỳ, đến tìm nương tựa đan càn cung sẽ không thiếu. Tiên thiên mộc linh thể thượng thừa, ở trong lịch sử của đan càn cung cũng không có xuất hiện qua. Nhân vật bậc này, nếu thuận lợi phát triển, tuyệt đối có thể ảnh hưởng ngàn năm số mệnh của tông môn, thậm chí dùng sức một mình, làm cho tông môn nhất phi trùng thiên cũng có thể. Dù sao, loại thiên phú này, mặc dù là ở thượng bát vực, cũng sẽ cướp phá đầu. Tiên thiên thân thể, ở thượng bát vực cũng không phải quá hiếm thấy. Nhưng mà, tiên thiên thân thể thượng thừa, lại là trăm vạn giảm khó có một. Về phần tiên thiên mộc linh thể thượng thừa, càng là 10 tỷ miệng người cũng khó tìm một cái chỉ cần xuất hiện một cái tất sẽ bị tranh mua tiên thiên mộc linh thể thượng thừa chỉ cần không vẫn lạc được tông môn cung cấp nuôi dưỡng cho hắn hai ba mươi năm trưởng thành thế tất trở thành một chỗ dựa của tông môn võ đạo tông môn thiếu nhất không phải thiên tài võ đạo gì mà là thiên tài đan đạo cấp cao nhất rất nhiều đan dược những tông môn đỉnh cấp kia không phải là không có tài nguyên luyện chế cũng không phải là không có đan phương mà là khuyết thiếu đan sư đỉnh cấp so với việc tài nguyên thiếu Số lượng đan sư đỉnh cấp càng thêm thiếu. Quả nhiên, Thiên Minh thượng nhân nghe Đan Trì cung chủ giới thiệu, trong mắt lập tức bắn ra thần sắc vạn phần giật mình, mặt mũi tràn đầy tươi cười, tán thán nói: "Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi, 10 tỷ rằm cũng khó lấy ra một tiên thiên mộc linh thể thượng thừa, vậy mà xuất hiện ở Đan Càn cung." Đan Trì lão đệ, xem ra Đan Càn cung ngươi, quả nhiên là được thượng thiên chiếu cố, số mệnh không ngừng. Vốn xuất hiện thiên tài võ đạo như ngươi, lại thêm thiên tài đan đạo như một cao kỳ hiền chất. Dùng ta xem, sau trăm năm, đan càn cung tất trở thành người khiêm đỉnh của vạn tượng cương vực. Đang khi nói chuyện, cách đó không xa lại truyền đến một tiếng cười chế giễu. Thiên minh lão nhân, loại người như ngươi gặp ai cũng khoa trương lên tận trời, xem ra là nên sửa A. À. Thanh âm này như phá cái chiêng, nghe liền để cho người cực kỳ khó chịu. Người tới thân hình cao lớn, tóc xanh cuồng loạn bay múa, cho người cảm giác cuồng dã không bị trói buộc sau lưng có một thanh đại kiếm khổng lồ lòng hành hổ bộ bộc lộ tài năng cất bước tầm đó tựa như một thanh bảo kiếm phá không mà đến người này là thánh kiếm cung cung chủ uông kiếm vũ thiên minh thượng nhân hiển nhiên lòng giả rất sâu tu dưỡng không tệ nghe vậy cũng không để ý cười ha ha kiếm vũ ngươi luôn sắc bén như vậy a à. thế nào lần huyễn ba sơn đan đấu này ngươi là một người cô đơn tới sao uông kiếm vũ đạm mặc cười cười cũng không trả lời thiên minh thượng nhân mà trực tiếp đi đến trước mặt Đan trì. Không tệ lắm, thánh cảnh Ngũ Trọng đỉnh phong, bất quá. Liếc qua mấy đệ tử trẻ tuổi như Giang Trần, Uông Kiếm Vũ lộ ra một tia trào phúng. Chỉ tiếc, trong tuổi trẻ lại không có một thánh cảnh, đáng tiếc, đáng tiếc. Nhìn ra được, Uông Kiếm Vũ này là cố ý đến khiêu khích Đan Càn cung. Đan trì cung chủ cũng cười nhạt một tiếng, "Uông cung chủ, Nguyễn ba sơn đan đấu, đấu chính là đan. Nếu ngươi muốn khoe khoang lực lượng võ đạo của thánh kiếm cung" ba năm sau ở vạn tượng đại điển, lại đến diễu võ dương oai cũng không muộn. Huyễn Ba Sơn đan đấu, là đan sư luận bàn, mà vạn tượng đại điển, mới là thịnh hội để thiên tài võ đạo trẻ tuổi va chạm. Uông kiếm vũ này ở huyễn Ba Sơn đan đấu, lại lấy võ đạo đến diễu võ dương oai, tự nhiên là có chút lỗi thời. Uông kiếm vũ cười ha ha, vạn tượng đại điển, ha ha, hy vọng ba năm sau, trẻ tuổi của đan càn cung, có thể ra một nhân vật tỏa sáng. Nói xong, đang muốn quay người rời đi, bỗng nhiên lại cười thần bí đúng rồi thuận tiện nói một câu thánh kiếm cung ta đã có hai vị thiên tài tuổi trẻ đột phá thánh cảnh ở trong vạn tượng đại điển nhất định bỗng nhiên nổi tiếng ha 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 uông kiếm vỗ này nginh ngang rời đi làm cho không khí hiện trường hơi có chút xấu hổ ngược lại là đan trì cung chủ biểu lộ đạm mạc khóe miệng mỉm cười thản nhiên hiển nhiên đối với loại khiêu khích này không có bao nhiêu cảm giác nhưng thẩm thanh hồng thì mặt đen lên hiển nhiên là nhận lấy một ít kích thích nghe được thiên tài thánh kiếm cung, đã đột phá thánh cảnh. Mà hắn hiện tại, còn kém một bước, tuy sắp đột phá, nhưng một bước cuối cùng luôn vượt không qua. Cái này để cho thẩm thanh hồng cảm thấy rất ảo não. Mà Giang Trần, thì âm thầm phán đoán, thánh kiếm cung này, có lẽ cùng đan cản cung quan hệ không tốt, thậm chí có thể là đối đầu. Quả nhiên, Vân Niết Trưởng Lão thấp giọng nói, vài thập niên trước, thánh kiếm cung và đan cản cung, từng vì tranh đoạt một linh mạch, mà huyên náo rất lớn khi đó lão cung chủ còn không có đi về cõi tiên dùng lực lượng thánh cảnh bát trọng cường thế áp chế uông kiếm vũ đoạt được khối linh mạch kia nguyên lai còn có điển cố này cũng khó trách địch ý của uông kiếm vũ nặng như vậy hôm nay lão cung chủ của đan cản cung đã đi về cõi tiên trong lúc vội vàng mới lập đan chỉ thành cung chủ kế nhiệm kỳ thật đan chỉ tiền nhiệm là có chút ý tứ không trâu bắt chó đi cầy chỉ là dùng niên kỷ của đan chỉ lại có thể ngăn cơn sóng giữ chống đỡ đan cản cung lung lay sắp đổ được cả tông môn ủng hộ. Mặc dù là liên thành trưởng lão, trước kia bị cho rằng có hy vọng kế nhiệm nhất, cũng không thể không phục phách lực cùng thủ đoạn của đan trì. mươi 876, Người theo đuổi Bích Nhi Thiên minh thượng nhân kia cười ha ha, đan trì lão đệ, uông kiếm vũ này miệng thối, là nổi danh cả vạn tượng cương vực A. Đi thôi, chúng ta cũng đi qua, những môn nhân kia của ta, vẫn chờ bái kiến lão đệ ngươi đây này. Không đến 50 tuổi khống chế cả đan càn cung, ngươi không biết A, người bây giờ là mục tiêu của trẻ tuổi phấn đấu. Đan trì cung chủ cười ha ha, lão ca nói như vậy, đan trì ngược lại là xấu hổ rồi. Nói dẫn tầm đó, đoàn người đi đến phía trong, đi vào huyễn ba đại điện, người bên trong lập tức nhiều hơn. Bất quá, người của sáu tứ phẩm tông môn, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. Đan trì cung chủ vừa dẫn người đi vào, lập tức có rất nhiều ngũ phẩm tông môn nhao nhao bái kiến hành lễ. Huyễn ba sơn đan đấu, sáu tứ phẩm tông môn, đều có tám danh ngạch. Còn có 20 ngũ phẩm tông môn, chỉ có 4 danh ngạch dự thi. Những ngũ phẩm tông môn này, thực lực tự nhiên là xa xa không bằng tứ phẩm tông môn. Một tứ phẩm tông môn, ít nhất tương đương với 3, 5 ngũ phẩm tông môn kết hợp. Thậm chí, tứ phẩm tông môn cường đại như Đại Thánh Đường, thực lực có khả năng gấp 10 lần ngũ phẩm tông môn. Nhìn ra được, tất cả đại tông môn của vạn tượng cương vực, đối với nguyễn Ba Sơn đan đấu này, đều thập phần coi trọng. Toàn bộ đều là tông chủ tự mình dẫn đội, Nhìn thấy đan chỉ cùng thiên minh thượng nhân tới, ở vị trí bắt mắt nhất của đại điện, đứng mấy cự đầu, đều nhao nhao nhìn sang hai người bọn họ. Giang Trần nhìn đi, chỉ thấy trên bàn đầu, đã ngồi bảy người. Các người tự do hoạt động thoáng một phát, bổn tỏa đi nói chuyện cùng mấy tông chủ. Đan chỉ nói xong, cùng thiên minh thượng nhân đi đến chỗ kia. Thấy bên kia không, bốn cái ngồi cùng một chỗ, là bốn đại tộc trưởng của đại thánh đường, cũng là bốn người mạnh nhất của đại thánh đường, ít nhất đều có tu vi thánh cảnh lục trọng. Tộc trường thánh tượng nhất tộc mạnh nhất, tu vi thánh cảnh cửu trọng, chính là đệ nhất cường giả hiện tại của vạn tượng cương vực. Uông kiếm vô các ngươi vừa mới thấy qua, còn có tên trúc tông chủ kia, là tam tinh tông tông chủ, có lẽ trước kia các ngươi cũng đã gặp. Lão giả khô gầy nơi hẻo lánh nhất kia, các ngươi ngàn vạn lần không thể xem thường. Lão gia hỏa này thoạt nhìn trung thực, như một hương nông, nhưng là nhân vật khó gây nhất của vạn tượng cương vực. Thậm chí, có người tình nguyện đắc tội đại thánh đường thánh tượng tộc trường, cũng không muốn đắc tội lão gia hỏa tiêu giao tông này. Hắn là tiêu giao tông tông chủ vệ vô ảnh, tu vi võ đạo của hắn cùng thiên minh thượng nhân tương xứng. Nhưng mà một thân độc công, lại xuất quỷ nhập thần, để cho người khó lòng phòng bị. Nhìn cách cục này, liền biết rõ ở trong vạn tượng cương vực, sáu đại tông môn đỉnh cấp, đại thánh đường cường thế nhất. Người khác đều là một tông chủ ngồi ở chỗ kia, nhưng đại thánh đường bốn đại tộc trưởng đều bất ngờ có mặt, lại không lộ vẻ đột một ai cũng sẽ không cảm thấy bọn hắn không có tư cách ngồi ở chỗ kia. Uông kiếm vũ bộc lộ tài năng, làm cho Giang Trần nhớ tới hành trình mộc linh tuyển lúc trước, phong cách của phùng vạn kiếm cũng là như vậy. Loại người bộc lộ tài năng này, tuy cường đại, lại không tính đáng sợ cỡ nào. Tiêu giao tông thì quỷ dị phiêu hốt, tựa như tiêu giao tông tông chủ vệ vô ảnh kia, cho dù là mọi người ngồi chung một chỗ, hắn cũng tình nguyện núp ở nơi hẻo lánh nhất, trời sinh là loại người muốn đem mình che giấu vô cùng sâu. Loại người này, phi thường đáng sợ tam tinh tông trúc tông chủ các phương diện thoạt nhìn thì tựa hồ rất trung dung mặc kệ thời điểm nào cũng không làm náo động là tông môn điệu thấp nhất phản tượng cương vực bắc minh tông thiên minh thượng nhân là hảo hảo tiên sinh tính cách khéo đưa đẩy ai cũng không đắc tội thấy người nào cũng nói tốt tuyệt không đắc tội người so sánh với nhau vẫn là đại thánh đường bá khí nhất giống lúc trước đại thánh đường hứa cương cùng nhạc bàn đã bá khí lại không thiếu trí tuệ ở trong vạn tượng cương vực đại thánh đường đích thật là đệ nhất tông môn hơn nữa đại thánh đường cũng vẫn cho rằng mình là đệ nhất tông môn của vạn tượng cương vực vân Niết trưởng lão ở loại trường hợp này tự nhiên cũng có phần thu hút không ngừng có bằng hữu cũng đến đây mời vân Niết trưởng lão nói với bốn người trẻ tuổi các người cũng hoạt động nhiều một chút người trẻ tuổi nên trao đổi nhiều hơn a à. nói xong liền ném bốn người bọn họ lại cùng mấy lão Hữu đi ôn chuyện một cao kỳ lần thứ nhất tham gia thịnh hội như thế bao nhiêu cũng có chút gò bó ngược lại là giang trần lạnh nhạt tự nhiên, hiển nhiên không có nửa điểm luống cuống. Một màn này, làm cho Lăng Bích Nhi đã quen đi ở bên ngoài, cũng hơi có chút kinh ngạc. Giang sư đệ đến từ 16 quốc, có lẽ chưa tính là bái kiến rất nhiều các mặt của xã hội, nàng còn lo lắng ở loại trường hợp này, Giang Trần sẽ có chút không thích ứng. Bất quá hiện tại xem ra, mình là quá lo lắng. Lẫn nhau tầm đó đã có giao tình, trong nội tâm Lăng Bích Nhi, đối với Giang Trần tự nhiên là thân thiết hơn, mọi thứ đều thay Giang Trần cân nhắc. Thẩm Thanh Hồng luôn tự cho mình là lão đại trong trẻ tuổi của Đan Càn Cung, lúc này cởi mở cười cười. Bích Nhi sư muội, ta và người cùng đệ tử của tất cả đại tông môn tương đối quen thuộc, không bằng mang giang sư đệ và mộc sư đệ đi một chút. Lăng Bích Nhi cao mi, Thẩm sư huynh, vẫn nên gọi ta là Lăng sư muội A. À. Không biết tại sao, đối với Thẩm Thanh Hồng ra vẻ thân mật xưng hô, Lăng Bích Nhi rất mâu thuẫn, thậm chí là cảm thấy có chút buồn nôn. Hai chữ, Bích Nhi, này, không biết tại sao, giờ phút này đã bị nàng liệt vào lãnh địa tư nhân, tuyệt không cho phép người bình thường tùy ý xưng hô. Thẩm Thanh Hồng hơi có chút xấu hổ, bất quá vẫn hào phóng cười cười. Lăng sư muội, nhị vị sư đệ đều là lần đầu tiên tham gia loại tụ hội này, chúng ta cũng nên ra dáng một chút. Lăng Bích Nhi khẽ gật đầu, lại không nói gì, nhưng lơ đáng liếc qua Giang Trần. Giang Trần nhún vai, mọi người tùy ý a, à, Cao Kỳ, người thấy thế nào? Một Cao Kỳ thành thật nói, ta đi theo Trần ca, thẩm thanh hồng thấy giang trần cùng mộc cao kỳ như vậy chỉ cho là bọn hắn tu vi quá thấp nên tự ti trong nội tâm âm thầm cười lạnh ra vẻ tiêu sái nói với lăng bích nhi xem ra giang sư đệ cùng mộc sư đệ không quá hứng thú lăng sư muội không bằng ta và ngươi cùng đi ta thấy tất cả tông môn cơ bản đều phái ra đội hình mạnh nhất đích xác là một hồi thịnh hội a lăng bích nhi thấy giang trần không có ý tứ đi trong nội tâm tự nhiên cũng không có hứng thú gì thản nhiên nói lặn lội đường xa có chút mệt nhọc, thẩm sư huynh ngươi tự đi thôi, ta ở chỗ này trông hai vị sư đệ. Thẩm Thanh Hồng lần nữa bị Lăng Bích Nhi cự tuyệt, trong nội tâm tức giận. Tại Đan Càn Cung, hắn sớm đã xem Lăng Bích Nhi là của mình, thậm chí không chỉ một lần tưởng tượng tình cảnh tìm muội ăn sạch mỹ rượu. Chương 877, Hồng Nhan Hỏa Thủy. Một, thấy trên mặt xinh đẹp của Lăng Bích Nhi tràn ngập đạm mạc, hiển nhiên đối với Thẩm Thanh Hồng hắn không có hứng thú, cái này để cho tâm tình tự tôn kiêu ngạo của Thẩm Thanh Hồng như bị một chậu nước lạnh tưới xuống. Bất quá, thẩm thanh hồng rốt cuộc là người có chút lòng dạ, biết rõ đạo lý dục tốc bất đạt. Trong nội tâm an ủi mình, lăng bích nhi này bởi vì bệnh tình của cha, đối với chuyện gì cũng không có hứng thú. Đợi một thời gian, thẩm thanh hồng ta tổng sẽ nghĩ biện pháp, đem tỉ muội các nàng tới tay. Nghĩ như vậy, liền tiêu sái cười cười. Nếu như thế, ngu huynh liền không miễn cưỡng sư muội rồi, ta đi gặp mấy cái lão hữu Thẩm thanh hồng hiển nhiên là cố ý khoe khoang nhân mạch của mình, đi chưa được mấy bước, liền không ngừng hướng người xung quanh ra động tác mời chào. Thủ tịch đệ tử trên danh nghĩa của đan càn cung, người khác tự nhiên phải cho hắn vài phần mặt mũi. Bởi vậy, ngược lại lộ ra nhân mạch của thẩm thanh hồng rất rộng, nhân khí rất đủ. Thẩm thanh hồng có chút tự đắc, hữu ý vô ý liếc nhìn lăng bích nhi. Chỉ là, hắn diễn xuất như vậy, ở lăng bích nhi xem ra, lại thành lấy lòng mọi người. Huống chi, tâm tư của lăng bích nhi, căn bản không đặt ở trên người thẩm thanh hồng thẩm thanh hồng coi như là mị nhãn đổ cho mù loà xem. Lăng sư muội đã lâu không gặp, trong lúc đó, bên trái đi ra một thân ảnh thanh sắc, một võ giả tuổi còn trẻ, bận y phục của đệ tử tiêu giao tông, cười tủm tỉm đi tới chỗ Lăng Bích Nhi. Lăng Bích Nhi nhìn thấy người này, trong mắt vốn là đạm mạc, chợt lóe lên một tia chán ghét. Lăng sư muội mới hai năm không thấy, liền không nhớ ngu huynh sao. Người cũng biết, hai năm qua, ngu huynh tương tư ngươi, không biết khổ bao nhiêu a à. Người trẻ tuổi kia, vẻ mặt ngả ngớn, mang theo vài phần âm trầm, tổng cho người một loại cảm giác u ám. Tựa hồ toàn bộ tiêu giao tông, đều là phong cách như vậy. Lăng Bích Nhi đạm mạc nói, trí nhớ của ta không tốt lắm, người là ai? Người nọ khoan thai cười cười, khoa trương vỗ chán một cái. Ai, xem ra lăng sư muội vẫn còn ghi hận ta. Sự tình lệnh tôn, hai năm qua, ta cũng một mực nghĩ biện pháp. Nếu như sư muội chịu đáp ứng hôn sự của ta, vệ khánh ta đảm bảo, nhất định sẽ thay lệnh tôn giải trừ mê thần trướng lúc trước lăng bích nhi ở đan càn cung tìm không thấy người giải mê thần trướng từng độc thân đi tiêu giao tông bái phỏng qua rất nhiều cao thủ dụng độc của tiêu giao tông vệ khánh này là người trẻ tuổi giỏi về dụng độc nhất của tiêu giao tông lại là cháu trai của tông chủ vệ vô ảnh ở tiêu giao tông có thể nói là hồng nhân hắn vừa thấy lăng bích nhi liền như thấy thiên nhân so sánh với những nữ đồng môn âm độc canh nhiệt kia của tiêu giao tông khí chất của lăng bích nhi này quả thực để cho hắn si mê, tỏa ra tình ái mộ. Chỉ là, thấy hắn ngả ngớn như vậy, Lăng Bích Nhi liền đề phòng ba phần. Tiểu tử này cũng đồng dạng như những lão bất tử của tiêu giao tông kia, chỉ muốn chiếm hữu Lăng Bích Nhi, nhưng căn bản không có tâm tư đi cân nhắc mê thần chướng. Lăng Bích Nhi nhớ lại chuyện xưa, đối với người tiêu giao tông, tự nhiên không có bất kỳ hảo cảm. Lập tức lạnh lùng nói, không cần, đan càn cung ta dùng đan đạo lập tông, sớm muộn gì sẽ có biện pháp giải độc. Vệ Khánh cười ha ha nói, nếu như đan cản cung có biện pháp, sư muội ngươi sẽ không đến tiêu giao tông ta. Hai năm không thấy, sư muội làm gì vẫn cử vệ mỗ ở ngoài ngàn dặm như vậy. Ngươi không cho ngu huynh một cơ hội, sao biết ngu huynh không thể giải mê thần chướng. Thằng này thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, lại có một loại thiên phú quấn quyết chặt lấy. Thằng này, lúc trước nhóng nhẽo muốn theo đuổi lăng bích nhi, lại không được chút sắc mặt tốt, hai năm qua, đối với muốn chiếm lấy lăng bích nhi càng thêm nồng đậm, cơ hồ trở thành tâm ma của hắn. Nhân tính có đôi khi là như thế, càng không chiếm được, lại càng khát vọng đạt được. Vệ khánh này, với tư cách thiên tài trẻ tuổi của tiêu giao tông, lại có gia thế hiển hách, cảm giác yêu việc cũng phi thường cao. Hắn cảm thấy mình, xứng với Lăng Bích Nhi là dư xài. Tuy Lăng Bích Nhi cũng là thiên tài của đan càn cung, nhưng cuối cùng không có căn cơ gì, không có chỗ dựa lớn nào. Mà vệ khánh hắn không giống, thiên phú xuất chúng, thân thế hiển hách, tương lai càng là hậu tuyển thừa kế tiêu giao tông ở hắn xem ra mình truy cầu lăng bích nhi hẳn là không có độ khó bất quá hắn không giống thẩm thanh hồng tuy thẩm thanh hồng cũng ưa thích lăng bích nhi nhưng còn có chút cốt khí giảng phong độ vệ khánh xuất thân tiêu giao tông tiêu giao tông từ trước đến nay là không thèm để ý phong độ gì cả bọn họ là chủ nghĩa thực dụng chỉ nói kết quả không thèm để ý thủ đoạn cho nên trên người vệ khánh có một loại sức mạnh quấn quyết chặt lấy không đạt mục đích là không bỏ qua thẩm thanh hồng không có đi xa đột nhiên nghe được có người quấy rối lăng bích nhi cái này ở thẩm thanh hồng xem ra là động đến nữ nhân của hắn sắc mặt phát lạnh đi trở về ngăn ở trước mặt vệ khánh vệ khánh người có ý tứ gì vệ khánh nhìn thấy thẩm thanh hồng lơ đễnh ngược lại ngữ khí khoa trương nói ơ ờ, đây không phải đệ nhất thiên tài của đan cản cung sao thẩm thanh hồng lạnh lùng nói lăng sư muội không chào đón ngươi cách xa nàng một chút da mặt của vệ khánh rất dày không cho là nhục cười cười như thế nào, ngươi ghen, ha ha, ta nhìn ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi. Có câu làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Ngươi theo đuổi nhiều năm như vậy, cũng không thể đắc thủ. Có thể thấy được lăng sư muội đối với ngươi nửa điểm hứng thú cũng không có. Thẩm huynh, không bằng nhường cơ hội cho vệ mỗ, chúng ta mọi thứ dễ thương lượng. Thẩm thanh hồng giận tím mặt, lan, sắc mặt vệ khánh trầm xuống. Thẩm thanh hồng, cho ngươi mặt còn không biết xấu hổ sao. Ngươi lăn hay không, Thẩm Thanh Hồng người phần bá khí, luận Tu Vi, vệ khánh này cũng không quá đáng là nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong. ở Thẩm Thanh Hồng xem ra, căn bản là không chịu nổi một kích. Ánh mắt của vệ khánh đột nhiên hiện ra một tia hung quang, khẽ gật đầu một cái. Tốt, tốt, Thẩm Thanh Hồng, trong Huyện Ba Sơn, người tốt nhất đừng gặp được ta. Coi chừng ta giết chết ngươi. Nếu như đổi lại người khác, dùng nguyên cảnh bát trọng nói loại lời này với Thẩm Thanh Hồng là nửa bước thánh cảnh, tất nhiên sẽ trở thành trò cười nhưng mà người tiêu giao tông âm hiểm lại xảo trá, am hiểu dụng độc. Nhất là ở trong huyễn Ba Sơn, một khi dụng độc, tuyệt đối là để cho người khó lòng phòng bị. Nội tâm thẩm thanh hồng xẹt qua một tia kiêng kỵ, bất quá lời nói nói đến nước này, hắn muốn chịu thua cũng khó khăn. Chỉ phải kiên trì hừ lạnh một tiếng, chờ xem, trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, tiến vào huyễn Ba Sơn, chỉ cần nhìn thấy vệ khánh, tiên hạ thủ vi cường, dùng vũ lực trần áp vệ khánh rồi nói sau. Đang lúc hai người giao phong, đột nhiên phát hiện, Lăng Bích Nhi đã mang theo Giang Trần cùng một cao kỳ đi chỗ khác. mươi 878, Hồng Nhan Hỏa Thủy. 2. Vệ Khánh hử lạnh một tiếng. Thẩm Thanh Hồng, người tự mình đa tình A, cho rằng mình là anh hùng cứu Mỹ nhân sao. Người ta căn bản không nghĩ tới ngươi. Trên mặt Thẩm Thanh Hồng không ánh sáng, nhìn bóng lưng của Lăng Bích Nhi, trong lúc nhất thời, nội tâm không phải tư vị, ngược lại có chút hâm mộ Giang Trần cùng một cao kỳ rồi. Lăng Sư muội tình nguyện theo chân bọn họ cùng một chỗ, cũng không muốn cùng mình đi không thể không nói mặc kệ lăng bích nhi đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm cho trẻ tuổi chúng mục ở đan càn cung là tình nhân trong mộng của các đệ tử đan hà cốc mà ở toàn bộ vạn tượng cương vực hiển nhiên cũng là tiêu điểm lăng sư muội mấy năm không thấy phong thái càng hơn năm đó a à. lăng sư muội ngụ huynh tam tình tông trúc phi dương có thể may mắn mời lăng sư muội uống một ly trà không lăng sư muội trên đường đi các loại lôi kéo tình cảm không ngừng xuất hiện Lăng Bích Nhi là loại người không thích sinh chuyện, nếu như đặt ở bình thường, nàng sẽ lạnh lùng tương đối. Nhưng mà hôm nay, Lăng Bích Nhi cùng Giang Trần đi chung một chỗ, lại đối với loại đến gần kia, so với ngày xưa càng thêm chán ghét, chỉ hy vọng đan đấu nhanh bắt đầu. Giang Trần tựa hồ cũng nhìn ra được Lăng Bích Nhi phiền não, đưa ra đề nghị. Bích Nhi sư tỷ, ở đây quá nhàm chán, không bằng chúng ta đi dạo bốn phía A. Một cao kỳ vội vàng phụ hỏa, đúng đúng, đi dạo bốn phía. Trần ca, người cùng lăng sư tỷ đi đi, ta đi chỗ sư tôn. Giang Trần khẽ cười một tiếng, tiểu tử ngươi tìm ngươi sư tôn làm chi, cùng đi đi, lăng bích nhi gật đầu, mặc dù nội tâm của nàng rất có hảo cảm với Giang Trần, nhưng hiện tại muốn nàng cùng Giang Trần một mình ở chung, vẫn là hơi có chút chân tay luống cuống. Thấy một cao kỳ ngôn ngữ tầm đó, rất có ý mập mờ, phảng phất muốn thành toàn hai người bọn họ, càng làm cho lăng bích nhi hốt hoảng, ẩn ẩn có chút chờ mong, lại có chút khẩn trương lo lắng. Cũng may Giang Trần kéo một cao kỳ lên, mới khiến cho Lăng Bích Nhi giảm khẩn trương xuống. Ba người đang muốn đi ra ngoài, vệ khánh kia lại quấn quyết chặt lấy, cười đùa tí tưởng nói. Lăng sư muội, sáu đại tông môn cách nhiều tụ thiếu, khó được có cơ hội này, sư muội làm gì không hiểu phong tình như thế. Thời gian tốt, không cùng thiên tài đỉnh cấp của vạn tượng cương vực trao đổi luận bàn, tăng tiến cảm tình. Lại cùng hai tiểu sư đệ không nên thân pha trộn chung một chỗ, không biết là đáng tiếc sao. Giang Trần nghe vậy, tâm tình vốn là tốt, lập tức khó chịu rồi. Vốn, những thứ này đến gần Lăng Bích Nhi, với tư cách đồng môn, hắn cũng không nên nói cái gì. Nhưng mà, gia hỏa tiêu giao tông này, đến gần thì đến gần A, lại châm chọc hắn và mộc cao kỳ vào. Cái gì gọi là tiểu sư đệ không nên thân? Giang Trần ngừng bước, cười lạnh một tiếng. Đỉnh cấp thiên tài, ngươi nói là chính ngươi sao? Vệ Khánh gần đây cao cao tại thượng, loại ngôn luận dưới mắt không còn ai này, hắn sống hai ba mươi năm, cũng không biết nói qua bao nhiêu lần, từ trước đến nay, những người bị hắn khinh bỉ kia, đều không có ai dám can đảm không phục. Vừa rồi, hắn hoàn toàn chính xác chỉ coi Giang Trần cùng một cao kỳ thành hai tiểu nhân vật, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Một lòng chỉ nhào vào trên người Lăng Bích Nhi, nghe Giang Trần hỏi, vệ khánh ngược lại sướng sờ, sắc mặt lập tức trầm xuống. Như thế nào, ngươi có ý kiến, Giang Trần biểu lộ đạm mạc, có thì sao, vệ khánh cười lạnh, trước kia thẩm thanh hồng anh hùng cứu mỹ nhân, ta còn có thể coi hắn trở thành một đối thủ, Ngươi, ngươi tính toán cái gì? Hiển nhiên, Giang Trần chỉ là địa nguyên cảnh, ở trong mắt vệ khánh, cái kia chính là cặn bã. Có lẽ chỉ là một thiên tài đan đạo của đan càn cung. Thế nhưng mà, dù thiên tài đan đạo mạnh ra sao, vệ khánh nơi nào sẽ để vào mắt? Sư đệ, loại thế hệ nhàm chán này, không cần để ý tới. Chúng ta đi thôi, Lang Bích Nhi hiển nhiên không hy vọng bởi vì sự tình của mình mà liên lụy Giang Trần. Đi tới nói với Giang Trần, quan tâm sẽ bị loạn, nàng không nói thì thôi, vừa nói ra, loại ân cần kia, trong lúc vô tình liền chảy ra. Ánh mắt của vệ khánh như tặc, lập tức quan sát đến chỗ vi diệu. Ánh mắt phát lạnh, trong nội tâm càng máy động, lạnh lùng đánh giá giang trần. Trong nội tâm càng kinh ngạc, chẳng lẽ lăng bích nhi này khẩu vị không giống người thường, ưa thích sư đệ đồng môn. Vệ khánh đánh giá giang trần, nhìn ngang nhìn dọc, chỉ cảm thấy tiểu tử này ngoại trừ vẻ ngoài suốt chúng một chút, thì hoàn toàn nhìn không ra chỗ đặc biệt gì a. À. Giang Trần vốn cũng không có ý đấu mồm mép, bị Lăng Bích Nhi khích lệ, cũng gật gật đầu, bỏ qua vệ khánh, cùng Lăng Bích Nhi sóng vai mà đi. Không phải vệ khánh người muốn theo đuổi Lăng Bích Nhi sao? Giang Trần liền cố ý cùng Lăng Bích Nhi tới gần một ít, bảo trì một loại khoảng cách không khinh bạc, nhưng lại lộ ra quan hệ không tầm thường. Vệ Khánh thấy thế, quả nhiên là ghen ghét dữ dội. Vệ Khánh sao nhìn không ra, tiểu nhân vật của đan càn cung này, là cố ý cùng mình đối nghịch, mà Lăng Bích Nhi, vậy mà cũng phối hợp như thế. Vệ Khánh cảm thấy, giờ khắc này, mình tựa như một tên hề, bị người đùa bớn. Tiểu tử, người tự cầu nhiều phúc đi, không nên vào huyễn Ba Sơn. Vệ Khánh hận đến nghiến răng nghiến lợi, thẩm thanh hồng bỗng nhiên bay tới trước mặt của hắn, cười nhạo nói. Như thế nào, đường đường vệ công tử, bị gia nhân cự tuyệt, có phải cảm thấy mặt quét xác hay không? Vệ Khánh nhìn thấy thẩm thanh hồng, những định ý kia lại tan thành mây khói, cười lạnh nói. Thẩm thanh hồng, người đắc ý cái gì? chẳng lẽ Lăng Bích Nhi đối tốt với ngươi? Thẩm Thanh Hồng im lặng, trong lúc nhất thời, hai người lại có chút cảm giác đồng bệnh tương liên. Tiểu tử kia có địa vị gì? Tuy vệ khánh xem thường Giang Trần, cảm thấy loại tiểu nhân vật này ngay cả danh tự cũng không xứng hắn hỏi. Nhưng lòng đố kỵ, lại tựa như độc xà gặm cắn lấy trái tim của hắn, để cho hắn khó chịu nói không nên lời. Hắc hắc, sự tình đan càn cung ta cùng bảo thủ tông kết minh, người sẽ không chưa từng nghe qua chứ. Vệ khánh sững sờ, lập tức nhớ ra cái gì hắn chính là đệ tử của bảo thủ tông, gọi là cái gì nhỉ? Ha ha, vệ công tử còn là tự mình nghe ngóng đi. Nói như thế nào cũng là đồng môn, thẩm thanh hồng ta há lại là thế hệ bán đứng đồng môn. Thẩm thanh hồng thấy vệ khánh cùng giang trần đấu, trong nội tâm mừng thầm, lại giả vờ làm một bộ thanh cao, tiêu sái bỏ đi. Vệ khánh cười lạnh, khóe miệng nhếch lên, mắng, giả mù sa mưa, người đan càn cung, cả đám dối trá như vậy sao? Đi ra đại điện, đến một hậu viện, sư đệ, vệ khánh kia âm hiểm xảo trá, không từ thủ đoạn. Người đắc tội hắn, nhất định phải đề phòng, người này lòng dạ hẹp hòi, có cửu tất báo. Ta lo lắng, Giang Trần khẽ gật đầu, sư tỷ yên tâm, hắn không chọc ta còn tốt, chọc tới ta, là vận khí hắn không tốt, chương 879, sát ý không hiểu một. Đây cũng không phải Giang Trần tự biên tự diễn, đối với những cao thủ dụng độc này, Giang Trần không lọt vào mắt. Hắn đối với độc, là hoàn toàn miễn dịch, nơi nào sẽ sợ vệ khánh. Nói sau, lần này Giang Trần tới, ngoại trừ kim dược kiếm điều ra, linh thú cường đại khác đều mang đến. Long Tiểu Huyền, Phệ Kim Thử Nhất Tộc, Thượng Cổ Kim Thiền, đây đều là át chủ bài của Giang Trần. Lần này hắn đến huyễn Ba Sơn, chính là vì càn quét mà đến. Nhất là Phệ Kim Thử Nhất Tộc, chính là vì chuẩn bị chuyển không linh dược của huyễn Ba Sơn. Mà Long Tiểu Huyền, thì là kim bài đả thủ của hắn. Dù sao Long Tiểu Huyền ở Mộc Linh Tuyền cũng ngốc phiền rồi, vừa vặn dẫn hắn đi ra thông khí, trải nghiệm bản thân Long Tiểu Huyền là cầu còn không được. Thấy Giang Trần tự tin như vậy, Lăng Bích Nhi cũng không nên nói cái gì. Nội tâm lại hạ quyết tâm, nếu như tiến vào huyện Ba Sơn, dù trễ nãi ngắt lấy linh dược, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp bảo hộ Giang Trần không bị vệ khánh trả đũa. Ước chừng sau nửa canh giờ, Nguyễn Ba Đại Điện vang lên tiếng chuông tụ tập, những thiên tài tán lạc ở các nơi kia, lại một lần nữa về tới Đại Điện. Sáu tứ phẩm tông môn ở hàng thứ nhất, địa vị hiển hách. Mà hai ngũ phẩm tông môn, chỉ có thể ở hàng thứ hai, bất kể là cự đầu hay là đệ tử tông môn đều thấp điều trung thực. Mà tông chủ của sáu đại tông môn thì ngồi trên đài cao, địa vị hiển hách. Đan trì cung chủ bởi vì tư lịch cạn nhất, tu vi tạm thời cũng yếu nhất, cho nên xếp cuối trong sáu đại tông môn. Nhưng mà, không có ai bởi vì đan trì cung chủ ngồi ở ghế cuối mà dám xem thường hắn. Bởi vì, ai cũng biết, tông chủ ngồi ở ghế cuối kia, sau trăm năm, có nhiều khả năng một lần hành động siêu việt những người khác ngồi trên thủ tỏa của sáu đại Tông Môn. Dù sao, những cự đầu Tông Môn đang ngồi ở đây, ngoại trừ Đan Trì, nhỏ tuổi nhất, cũng vượt qua 200. Mà Đan Trì, cách 100 tuổi cũng còn không ít. Cái tuổi này, ở trong kiếp sống võ đạo, kỳ thật vẫn là thời kỳ thiếu niên mà thôi. Qua 200 tuổi, mới có thể tính toán tiến vào thời kỳ thanh niên. Cùng địa vị của Đan Trì cung chủ bất đồng, bởi vì Đan Càn Cung ở dưới trước xếp hàng thứ nhất, tuy là thắng hiểm, nhưng ít ra bảo trụ vị trí thứ nhất cho nên ở trong sáu đại tông môn lại xếp hạng thủ tịch cái này để cho mộc cao kỳ cảm thấy cực kỳ rung động cũng cảm giác tự hào mười phần mà thẩm thanh hồng quen trang bức vĩnh viễn ưa thích bày ra một bộ bình tĩnh trong đầu lăng bích nhi đều là mê thần trướng của phụ thân đối với bài vị cảm xúc cũng không lớn có lẽ ở nàng xem ra đan càn cung dùng đan đạo lập tông bài danh thủ tịch thiên kinh địa nghĩa nếu như không xếp thứ nhất mới là việc lạ duy chỉ có giang trần tâm tư đã sớm bay đến Huyễn Ba Sơn, bắt đầu mặc sức tưởng tượng cảnh đại càn quét. Tuy nói Huyễn Ba Sơn đan đấu, nhưng trên thực tế, trọng tài vẫn là mấy tông chủ của sáu đại tông môn. Đương nhiên, tất cả mọi người là nhân vật thành danh, đều là một phương cự đầu, làm trọng tài ngược lại không đến mức sẽ đi ăn gian. Đan chỉ cung chủ với tư cách quán quân giới trước, phụ trách lên tiếng. Chư vị, Huyễn Ba Sơn, không chỉ là một tòa linh dược thánh sơn, càng đại biểu cho vạn tượng cương vực truyền thừa, truyền thừa lấy lịch sử của vạn tượng cương vực, càng chứng kiến huy hoàng năm đó của vạn tượng cương vực. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, vạn tượng cương vực tao ngộ tai kiếp, làm cho vạn tượng cương vực không ngừng suy bại. Đời tu sĩ ta, tiến vào huyện Ba Sơn, không đơn thuần là tham dự đan đấu, tiến vào huyện Ba Sơn ngắt lấy linh dược, càng phải ghi khắc đoạn lịch sử kia, biết hổ thẹn rồi sau đó dũng. Đan chỉ cung chủ nói, lại làm cho mấy đại cự đầu hơi kinh ngạc bọn hắn cho rằng đan trì sẽ trực tiếp tuyên bố quy tắc của huyễn ba sơn đan đấu không nghĩ tới đan trì lại đề cập lịch sử của huyễn ba sơn càng ánh xả chuyện cũ khi vạn tượng đế quốc suy bại mượn cái này khích lệ võ giả của vạn tượng cương vực không thể nói cái này có cái gì không ổn nhưng mọi người nghe lại cảm thấy là lạ cũng may đan trì cung chủ cũng không có xâm nhập nói tiếp mà trực tiếp tuyên bố quy tắc lần này huyễn ba sơn đan đấu trưởng lão một tổ thiên tài tuổi trẻ một tổ tất cả lấy top 30 tiến vào huyễn Ba Sơn, trải qua khắp nơi thương nghị, lần này phương thức tiến vào sẽ có chút bất đồng dĩ vãng. Top 10 có thể tiến vào 20 ngày, 11 đến 20 thì có thể tiến vào 10 ngày, 21 đến 30 thì 5 ngày cuối cùng mới có thể tiến nhập. Nói cách khác, top 10 được hưởng thời gian ngắt tối đa khoảng chừng 20 ngày. 11 đến 20 thì phải đợi top 10 ngắt 10 ngày mới có thể tiến nhập, được hưởng 10 ngày thời gian, 21 đến 30, lại chỉ có thể hưởng 5 ngày cuối cùng. Bởi vậy, khác nhau liền lộ ra, đan chỉ tiếp tục nói, thiết chí như vậy là vì tăng lớn cạnh tranh, làm cho đan sư trình độ bất đồng, đạt được đãi ngộ không cùng cấp bậc, tăng lớn độ khác nhau. Thiết chí như vậy, kỳ thật càng thêm công bình, nếu không mọi người như ông vỡ tổ tiến vào, chẳng phân biệt được thành tích tốt xấu, đối với những đan sư thiên tài kia mà nói là không công bình. Đan chỉ tuyên bố xong tin tức này, cố ý dừng lại một chút, để cho mọi người tiêu hóa thoáng một phát. Top 30, nói thật, cạnh tranh vẫn là rất lớn. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít, vẫn cho những ngũ phẩm tông môn kia chút danh ngạch. Bởi vì tổ trưởng lão cùng tổ thiên tài tuổi trẻ đều có 30 danh ngạch, tương đương có 60 danh ngạch. Dù sao, người dự thi của 6 đại tông môn cộng lại, cũng mới 48 người. Dù tất cả bọn hắn tiến nhập top 30, ít nhất cũng dư lại 12 danh ngạch. Đương nhiên, với tư cách tứ phẩm tông môn, khả năng không thể nhập top 30 là không lớn. Đối với 20 ngũ phẩm tông môn mà nói, tranh đoạt 12 danh ngạch cuối cùng mới là chính đạo. Muốn đem bàn tính đánh tới trên người 6 đại tông môn, muốn từ trong miệng 6 đại tông môn đoạt thức ăn, hy vọng không lớn. 20 ngũ phẩm tông môn, mỗi nhà 4 danh ngạch, tổng cộng 80 người. 80 người cướp đoạt 12 danh ngạch, tương đương gần 8 người, chỉ có một người phá vòng vây, loại cạnh tranh này đích thật là rất lớn. Nhưng mà đối với ngũ phẩm tông môn mà nói, bọn họ là giận mà không dám nói gì lúc trước thời đại vạn tượng đế quốc không có băng diệt tứ phẩm tông môn cùng ngũ phẩm tông môn tranh lệch cũng không có lớn như vậy danh ngạch đi nguyễn ba sơn ngắt linh dược cũng sẽ không tranh lệch lớn như vậy hôm nay thế cục chỉnh thể của vạn tượng cương vực cơ hồ là bị sáu đại tông môn khống chế ngũ phẩm tông môn bọn hắn trên danh nghĩa còn có tư cách tham dự nhưng cơ hồ đã biên giới hóa rồi hơn nữa xu thế rõ ràng nhất là con đường ngũ phẩm tông môn quật khởi đã bị sáu đại tông môn này ngăn chặn, không có bất luận điều kiện cùng tài nguyên gì đến cung cấp cho bọn hắn quật khởi. chương 880, sát ý không hiểu hai, Vân Niết trưởng lão nghe được quy tắc, nói với bảy người dự thi khác của Đan Càn Cung. Lần này quy tắc bất đồng, ta hy vọng mọi người không nên lưu thủ, toàn lực phát huy. Nghe nói, lần này đội ngũ dự thi của tiêu giao tông thực lực cân đối, phi thường cao minh, mà tam tinh tông, cũng có lực lượng mới xuất hiện, không thể không đề phòng. Hai nhà này, là kình địch của đan cản cung chúng ta còn công khai bắn tiếng muốn thay thế đan cản cung chúng ta lấy vị trí quán quân nguyễn ba sơn đan đấu mặc kệ trong đan cản cung có mâu thuẫn gì một khi đi đến võ đài vạn tượng cương vực mọi người là chiến hữu đều vì địa vị của đan cản cung mà chiến đồng thời cũng vì lợi ích cá nhân mà chiến tất cả mọi người nhao nhao gật đầu biểu lộ ngưng trọng phó đường chủ sư vọng nhạc là cái tính tình nóng này hừ nói tam tinh tông tính là cái gì bọn hắn có thể có bao nhiêu lực lượng dám can đảm cùng đan càn cung ta khiêu chiến đan đạo. Ngươi nói tiêu giao tông, lão phu ngược lại còn có mấy phần tin. Tam tinh tông ở huyện Ba Sơn đan đấu đều là tồn tại trung hạ du. Dựa vào cái gì kêu gào, Âu Dương Đức cũng khinh thường, cảm thấy nếu như tam tinh tông dám công khai kêu gào, đó là tự dước lấy nhục. Đối thủ chính thức của đan càn cung là tiêu giao tông. Tiêu giao tông cũng là đan đạo đại tông, chỉ có điều tiêu giao tông thiên hướng dụng độc giảo quyệt. Nhưng đồng thời, bọn hắn cũng phi thường coi trọng đan đạo, vẫn là kình địch của đan càn cung. về phần tông môn khác, đan càn cung không tin có thể đối với bọn họ hình thành uy hiếp gì. vân niết trưởng lão cố ý truyền âm cho giang trần, giang trần, lão phu có một thỉnh cầu, hy vọng ngươi không chỉ bảo trụ top 10, mà phải toàn lực phát huy, phát huy tất cả trình độ của ngươi ra. bởi vì thành tích cá nhân sẽ gia nhập vào tổng điểm, tổng điểm thì quyết định bài danh chỉnh thể của nguyễn ba sơn đan đấu. hơn nữa, quán quân cá nhân còn có điểm tăng đối với bài danh Huyễn Ba Sơn đan đấu, có ý nghĩa rất lớn. Nếu như Vân Niết Trưởng Lão không đề cập, Giang Trần thật đúng là có ý định bảo trụ top 10 là tốt rồi. Hắn không muốn ở loại trường hợp này làm náo động quá lớn. Nói trắng ra, hắn là hướng về phía linh dược của Huyễn Ba Sơn đến. Giang Trần, tuy đan chỉ cung chủ không có minh xác lệnh ngươi, nhưng trong lòng của hắn, cũng đồng dạng hy vọng ngươi phát huy toàn lực, bảo vệ vị trí quán quân của đan cản cung ta. Bổn tọa mới vừa nhắc sự tình tam tinh tông cùng tiêu giao tông, cũng không phải nói chuyện giật gân nhất là tam tinh tông lực lượng mới xuất hiện là xác thực những người khác không cho là đúng nhưng bổn tọa lại đạt được một ít phong phanh lần này tam tinh tông có không ít động tác tam tinh tông ánh mắt sang trần kìm lòng không được nhìn bên tam tinh tông một cái mà bên tam tinh tông kia cơ hồ cùng lúc đó có một ánh mắt sắc bén cũng đang bắn qua hắn bốn mắt tiếp xúc tầm đó ánh mắt kia có một đường sát cơ chợt lóe lên rồi biến mất người này tựa như một thạch điêu, khuôn mặt đao gọt dìu đục, bình tĩnh tỉnh táo, cho người một loại cảm giác cực kỳ ổn trọng. Trong nội tâm Giang Trần khẽ động, khí chất người này, để cho hắn có một loại cảm giác cực khác thường nhân. Sau khi Giang Trần tiến vào huyễn ba đại điện này, một mực quan sát nhân vật khắp nơi, quan sát thiên tài tuổi trẻ của sáu đại tông môn. Tuy đây chỉ là huyễn ba sơn đan đấu, nhưng mà thiên tài võ đạo của sáu đại tông môn, ít nhất đến một nửa. Một ít thiên tài đỉnh cấp cũng lộ diện có thể làm cho giang trần có chút ấn tượng cũng không nhiều lắm nhưng người này trong lúc đó bắn ra một ánh mắt lại làm cho tâm thần giang trần khẽ động lại nhìn người này hắn bình tĩnh như biển cả không có gợn sóng như cũng cho người một loại cảm giác thâm bất khả chắc tam tinh tông lại có nhân vật như vậy khí chất trên thân người này có một loại cảm giác siêu nhiên vượt qua vạn tượng cương vực loại cảm giác siêu nhiên này là từ đâu mà đến cùng một vạn tượng cương vực thiên tài đỉnh cấp tầm đó dù có chút tranh lệch, đó cũng chỉ là 4950 mà thôi. Nhưng người này lại làm cho Giang Trần cảm thấy thiên tài đỉnh cấp của vạn tượng cương vực cùng người này tranh lệch ít nhất là cách nhau gấp đôi. Nếu chỉ như vậy, Giang Trần nhiều lắm là chú ý người này thoáng một phát. Thế nhưng mà, vừa rồi bốn mắt nhìn nhau tầm đó, Giang Trần phát giác được, vậy mà người này hiện lên một tia sát cơ với mình. Cái này để cho Giang Trần cảm thấy giật mình hắn tự hỏi mình và tam tinh tông không có bất kỳ cùng xuất hiện mà người này càng là chưa bao giờ thấy qua mình cùng người này có thể có cửu hận gì có thể làm cho người này ở lần thứ nhất gặp mặt liền ôm sát ý với mình trong lòng giang trần nghiêm nghị ẩn ẩn cảm thấy việc này không đơn giản về phần đến cùng là nguyên nhân gì hắn nhất thời không nghĩ ra được người này có sát ý với ta không thể không đề phòng a à. giang trần âm thầm đề phòng cũng không cần thiên mục thần đồng mà thông qua thất khiếu thông linh âm thầm quan sát người này. Chỉ là, người này che giấu vô cùng tốt, thời điểm thu liếm, tựa như một hồ nước bình tĩnh. Nhưng mà vừa rồi trong nháy mắt đó, làm cho Giang Trần biết rõ, ở dưới bình tĩnh, lại ẩn chứa mạch nước ngầm mãnh liệt, là nhân vật không thể không đề phòng. Sư tỷ những người tam tinh tông kia, người đều nhận ra chứ. Giang Trần bỗng nhiên quay đầu, thấp giọng hỏi Lăng Bích Nhi. Lăng Bích Nhi liếc nhìn bên tam tinh tông, nhận thức hai cái, một cái tên Trúc Phi Dương, là cháu ruột Tam Tinh Tông Tông Chủ, một cái tên Mai Nhược Hy, là nữ đệ tử thiên tài của Tam Tinh Tông. Hai cái khác rất lạ mặt, có lẽ trước kia không lộ mặt qua. Nếu ta bái kiến một lần, sẽ nhớ rõ, Lăng Bích Nhi có thiên phú đã gặp qua là không quên được, nếu không nàng không có xuất thân hiển hách, làm sao có thể ở thời điểm 20 tuổi, liền thành thiên tài top 3 của Đan Hà Cốc. Giang Trần làm sơ phân biệt, đã biết rõ người nọ không phải Trúc Phi Dương. Bởi vì Trúc Phi Dương người cũng như tên, vẻ mặt hưng phấn, cùng tam tinh tông trúc tông chủ ở tướng mạo cùng khí chất, đều cực kỳ tương tự. Không phải tam tinh tông đệ nhất thiên tài trúc phi dương, lại có khí chất vượt xa trúc phi dương, cái này để cho Giang Trần càng thêm hoài nghi. Nếu như là người bích nhi sư tỷ quen biết, như vậy sát ý của hắn đối với ta, có lẽ có thể lý giải là vì ngưỡng mộ bích nhi sư tỷ đồng dạng như vệ khánh kia. Nhưng mà, người này ngay cả bích nhi sư tỷ cũng chưa thấy qua, tất nhiên cùng bích nhi sư tỷ chưa từng có xuất hiện chung, tự nhiên không thể nói ái mộ bích nhi sư tỷ cái địch ý này, hiển nhiên bất đồng vệ khánh. Thế nhưng mà, ngoại trừ chuyện nam nữ ra, đến cùng người này có lý do gì thống hận mình. Giang Trần nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hành trình mục linh tuyền, mình cùng đệ tử Tam Tinh Tông đã từng quen biết. chương 881, ván bài hào phóng một Thế nhưng mà sự kiện kia, ngoại giới hiển nhiên không người biết được. Bằng không thì Giang Trần giết tiêu giao tông vệ vô đạo trưởng lão, không gây ra sóng to gió lớn mới là lạ, lạ. Đón lấy, đan chỉ cung chủ đại biểu 6 đại tông môn, tuyên bố hạng mục thi đấu lần này. Hạng thứ nhất, khống hỏa. Thứ hai hạng, nhiệt đỉnh. Hạng thứ ba, đào tạo linh dược. Thứ tư hạng, luyện đan. Trên thực tế, thế giới đan đạo tỉ thí, tuy cấp bậc không đồng giảng, nhưng nội dung đơn giản là như vậy. Chỉ có điều, huyện Ba Sơn đan đấu rõ ràng khinh thị lý luận, chú trọng thực tế. Trên thực tế, đây là một loại hạn chế của tông môn khác với đan càn cung. Dù sao, đan càn cung nội tình thâm hậu, tri thức lý luận rất phong phú. Hạng mục thi đấu này, không so đấu phương diện lý luận, không thể nghi ngờ là một loại hạn chế với Đan Càn Cung. Đương nhiên, Đan Chỉ Cung chủ biết rõ như thế, cũng biết nếu như những tông môn khác đạt thành ăn ý, mặc dù hắn phản đối cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên hắn dứt khoát ra vẻ không biết. Trận đấu phân thành hai tổ, tổ trưởng lão cùng tổ thiên tài. Sau khi tuyên bố quy tắc, các tông đều phái ra đại biểu lên đài tuyên thệ, không được ăn gian trong lúc thi đấu, phát biểu tuyên ngôn công bình cạnh tranh. Làm xong những việc này, liền tuyên bố nghỉ ngơi và hồi phục, trận đấu ở một canh giờ sau chính thức bắt đầu. Giang Trần được Vân Niết trưởng lão thỉnh cầu, biết rõ trận chiến này, muốn ăn bất ăn xén nguyên vật liệu sợ là không được. Nhất định phải hết sức cướp lấy quán quân, thật ra hắn cũng không có mâu thuẫn, dù sao cầm xuống quán quân, đối với cá nhân hắn cũng không phải chuyện xấu. Đan chỉ cùng Vân Niết trưởng lão đối với mình đều có ơn chi ngộ, nếu có thể cầm xuống quán quân, coi như là một loại hồi báo với Đan Càn Cung. Giang Trần ngồi ở trên mặt ghế, nhắm mắt dưỡng thần dùng bàn thạch chi tâm điều chỉnh tâm tính không nhìn hết thảy nhân tố ngoại giới hiện tại mộc cao kỳ đã có chút kinh nghiệm mỗi một bước đều dựa theo giang trần thấy giang trần như vậy hắn cũng học theo ngồi tại nguyên chỗ không đi đi lại lại ngược lại là thẩm thanh hồng kia tựa hồ rất am hiểu giao tế bốn phía tìm người nói chuyện phiếm một bộ giao hữu khắp thiên hạ nhìn thấy thẩm thanh hồng như vậy trong lòng vân niết trưởng lão cũng thầm than Thẩm Thanh Hồng này thiên phú võ đạo hoàn toàn chính xác vô cùng tốt, nhưng tính tình thiếu kiên nhẫn, lại thủy chung là một vấn đề. Ngay lúc này, bên cạnh Đan Càn cung, trên vị trí của Tiêu giao Tông, Vệ Khánh đột nhiên nhảy dựng lên, cười nói: "Chư vị, chư vị, khó được thiên tài vạn tượng cương vực tụ đủ như vậy, thịnh hội đan đấu này 30 năm mới có một lần. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, người trẻ tuổi dù sao cũng phải có chút hào khí của người trẻ tuổi a." Vệ Khánh này miệng lưỡi lưu loát, nhưng hiển nhiên Mọi người đều biết người này không dễ tiếp xúc, mặc hắn nói nước bọt bay tứ tung, lại không có mấy cái phụ họa, chỉ ghé mắt nhìn xem, muốn nhìn tiểu tử này có quỷ ý gì. Vệ Khánh cũng lơ đánh, cười ha ha nói, ta đề nghị, thiết một ván bài, ván bài, lập tức có không ít thiên tài con mắt sáng ngời. Thiên tài tầm đó, lẫn nhau đều không phục, liên quan đến ván bài, không ít người đều kích động. Lập tức có người cười lạnh hỏi, Vệ Khánh, người lại có quỷ ý gì, mau mau nói ra đi, đúng vậy có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng vòng vo. người tiêu giao tông các ngươi luôn không thích thống thống khoái khoái. vệ khánh cười nói, xem ra tất cả mọi người đều nôn nóng. vậy vệ mũ nói thẳng, ta chỉ hỏi chư vị, các ngươi tham gia viễn ba sơn đan đấu này, đối với mình đoạt được quán quân cá nhân có bao nhiêu nắm chắc? nói trực tiếp một chút, mấy người đang ngồi, có ai cảm thấy mình sẽ là quán quân không? người đang ngồi bị hỏi như vậy, phản ứng đều bất đồng. có người mấy người đều cảm giác mình có tư cách trùng kích quán quân những người này cả đám đánh giá vệ khánh muốn nhìn vệ khánh này đến cùng bán thuốc gì vệ khánh cười ha ha ta đề nghị mọi người thiết trí một ván bài quán quân đều trí đoạt quán quân ai sẽ sợ ai vệ khánh ta thả con săn sắt bắt con cá rô xuất ra hai vạn thượng phẩm nguyên linh thạch đánh bạc vệ mỗ ta đoạt giải quán quân ai dám cùng ta đánh bạc hừ đánh bạc thì đánh bạc ai sợ ngươi lâm hải ta không phục ngươi lâm hải này là thiên tài đan đạo của bắc minh tông cũng là ôm trí hướng đoạt giải quán quân đến thẩm thanh hồng tài đại khí thô chỉ là hai vạn thượng phẩm nguyên linh thạch hắn tự nhiên sẽ không quan tâm cười nói loại nhã sự này sao thiếu thẩm thanh hồng ta được tính ta một người tam tinh tông đệ nhất thiên tài trúc phi dương cười ha ha nói lập tức mỉm cười nhìn người bên cạnh người này chính là võ giả thần bí trước kia cùng ánh mắt giang trần đối bính tiết lộ sát cơ giang trần luôn âm thầm quan sát người này Người này thấy Trúc Phi Dương nhìn qua mình, khóe miệng nhếch lên, mặc dù có chút khinh thường loại ván bài này, nhưng vẫn gật đầu. Nếu như thế, tính Đinh Đồng ta một cái. Đinh Đồng, Giang Trần nghe được cái tên này, âm thầm lưu ý, nhớ kỹ danh tự. Thẩm Thanh Hồng bỗng nhiên cười ha ha. Giang Sư Đệ, người ở Đan Cản Cung rất thích đánh bạc, sao ra bên ngoài, lại cai đánh bạc rồi. Giang Trần cười cười, nhưng ngữ ra kinh người. Hai vạn nguyên linh thạch, không khỏi quá ít, không bằng năm vạn A. À bất quá hắn lập tức nhếch miệng cười cười hướng mộc cao kỳ cùng lăng bích nhi nói sư tỷ cao kỳ lần này ta mang linh thạch không nhiều lắm muốn hướng các ngươi mượn một chút mộc cao kỳ cười nói không có vấn đề trần ca ra tay liền chắc thắng ta nơi này có hai ba vạn toàn bộ cho ngươi mượn lăng bích nhi tựa hồ đối với hào khí của giang trần cảm thấy hết sức hứng thú gật gật đầu ta cũng có ba vạn nếu sư đệ ngươi muốn thì cầm lấy đi tốt một câu, cầm lấy đi, lời vừa nói ra, làm cho thẩm thanh hồng cùng vệ khánh đều ghen ghét dữ dội, một ít thiên tài khác ngưỡng mộ lăng bích nhi, cũng âm thầm dò xét giang trần. Bọn hắn thật sự không hiểu nổi, lăng bích nhi này, sao hết lần này tới lần khác xem trọng tên kia. Hừ, dạng ra hỏa ăn cơm chùa, vệ khánh khinh thường nhìn giang trần, ngươi xác định ngươi muốn tham gia, đây là ván bài quán quân, ngươi cảm giác mình có tư cách tham gia sao. Giang Trần đạm mạc cười cười, linh thạch là thật, ta thích ném ra ngoài, người quản được sao? Đừng nói với ta người chơi không nổi, không dám nhận. Vệ Khánh cười ha ha, ta không dám tiếp, chê cười, chỉ sợ người thua linh thạch chùa, trở về không có cách nào bàn giao a. À. Lời nói này của vệ Khánh cực kỳ khoa trương, dẫn tới hiện trường cười vang. Nhưng Giang Trần lại lạnh nhạt, loại khiêu khích ngây thơ này, há có thể kích được Giang Trần hắn. Ngược lại là Lăng Bích Nhi, sắc mặt tái nhợt, quát lớn. Vệ Khánh, người nói hưu nói vượn cái gì? Giang sư để trợ giúp cha ta khám và chữa mê thần chướng. Đừng nói chỉ ba vạn nguyên linh thạch, dù ba mươi vạn, nếu như ta lấy được ra, cũng không chút do dự cho hắn. Nào như ngươi, loại thế hệ nhàm chán, chỉ biết nói không biết làm. chương 882, Ván Bài Hào Phóng 2 Một cao kỳ cũng hát đệm, xem thường trần ca ta, thật sự là chê cười, vệ khánh, lấy chút bổn sự của ngươi, đến sách giày cho trần ca cũng không xứng. Sắc mặt vệ khánh phát lạnh, nhìn thẩm thanh hồng, đàn càn cung các ngươi đều là loại ưa thích khoác lác ngông cuồng sao thẩm thanh hồng cười ha ha về công tử thiên phú đàn đạo của giang sư đệ là rất không tệ ngươi nói cái này nói cái kia còn không bằng nói một câu năm vạn nguyên linh thạch có dám đánh cuộc hay không vệ khánh cười lạnh ai không dám người đó là cháu trai ngắm nhìn bốn phía năm vạn nguyên linh thạch dám đánh bạc thì nói một tiếng đều là thiên tài đỉnh cấp ai sẽ phục ai lập tức có mấy người chủ động đứng lên nhao nhao tỏ vẻ muốn gia nhập. Không bao lâu, thì có 9 người gia nhập, theo thứ tự là Đan Cản Cung Giang Trần cùng Thẩm Thanh Hồng, Tiêu Giao Tông Vệ Khánh cùng Vệ Hạnh Nhi, Tam Tinh Tông Trúc Phi Dương cùng Đinh Đồng, Bắc Minh Tông Lâm Hải, Thánh Kiếm Cung Uông Hàn, cùng với Đại Thánh Đường Thánh Viên nhất tộc Viên Viên. Thánh Kiếm Cung Uông Hàn, biết rõ mình không có bao nhiêu hy vọng đoạt quán quân, nhưng mà chiều hướng phát triển, nếu như hắn không tham gia, Thánh Kiếm Cung càng không có người tham gia, năm tứ phẩm tông môn khác đều có người tham gia, nếu như chỉ có đệ tử Thánh Kiếm Cung không tham gia, vậy đối với Thánh Kiếm Cung không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Cho nên, Uông Hàn này kiên trì tham gia, tam tình tổng đệ nhất nữ thiên tài Mai Nhược Hy, vốn cũng muốn tham gia, nhưng không biết nguyên nhân gì, cuối cùng lại buông tha. Những người khác, kể cả Giang Trần ở bên trong, đều cảm giác mình khẳng định có thể đoạt quán quân, đã tính trước. Kể từ đó, linh thạch mức của ván bài, bạo tăng đến 45 vạn. Vệ Khánh cười nói, ván bài chính là sự tình phong nhã, Ta hy vọng không có người thua không nổi. Cuối cùng chỉ có quán quân mới có thể thắng đi 45 vạn linh thạch này. 45 vạn thượng phẩm nguyên linh thạch, đối với bất cứ người nào ở hiện trường mà nói, đều là một khoản tiền lớn. Ngoại trừ Giang Trần, những người khác cơ hồ đều là phú nhị đại của tông môn mình. Nhưng dù vậy, số linh thạch như thế, vẫn là một số tài phú kinh người, làm cho bọn hắn có càng nhiều động lực nữa đi đoạt quán quân. Đối với cái này, trưởng lão các tông tự nhiên sẽ không phản đối. Dù sao, thiên tài tuổi trẻ tầm đó có một ít cạnh tranh, mới có thể bắn ra sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa, phát huy ra trình độ cao nhất. Nhất là Vân Niết trưởng lão, thấy Giang Trần như vậy, đã biết Giang Trần nhất định sẽ đem hết toàn lực. Một khi Giang Trần đem hết toàn lực, Vân Niết trưởng lão cảm thấy, Giang Trần thắng được quán quân, tuyệt đối lớn hơn bất kỳ thiên tài nào ở đây. 45 vạn, Giang Trần quả thực là mở cờ trong bụng. Hắn nguyên bản chỉ thuận miệng nói 5 vạn, hoàn toàn không nghĩ tới nhiều người sẽ tham gia như vậy. Xem ra, những thiên tài đỉnh cấp của vạn tượng cương vực này, mỗi một cái đều là phú nhị đại, có rất nhiều linh thạch. Loại người này, ngu sao không lợi nhuận. Giang Trần quyết định, lần này vô luận như thế nào, cũng phải cầm xuống quán quân cá nhân. Trần ca, cố gắng lên, cầm xuống quán quân, ngươi liền phát tài, ha ha. Một cao kỳ là người ủng hộ cuồng nhiệt của Giang Trần, đối với Giang Trần đoạt được quán quân, hắn là tin tưởng vững chắc trăm phần trăm. Lăng Bích Nhi lại không nói gì, nhưng trong ánh mắt chảy xuôi vẻ cổ vũ hiển nhiên cũng ủng hộ gian trần đoạt giải quán quân vân nhất trưởng lão cười ha ha hào hào thiên tài va chạm thiên tài giao phong có chút động lực cũng không phải chuyện xấu hiện tại lão phu hiếu kỳ quán quân tổ thiên tài các ngươi đến cùng hội rơi xuống trên đầu ai hắn cuối cùng là trưởng lão đan càn cung ở trước mặt gian trần cùng thẩm thanh hồng cũng bất tiện rõ ràng đứng ra ủng hộ ai bên thiên tài tuổi trẻ va chạm kịch liệt nhưng bên trưởng lão thì lại rất ổn trọng Hiển nhiên, bên trưởng lão, phần lớn người đều rất rõ ràng, quán quân chi tranh, rất khó có cái gì lo lắng. Đơn giản là số ít mấy người hạt giống kia mà thôi. 45 vạn linh thạch, cũng làm cho những thiên tài không có tham gia kia đều không ngừng hâm mộ. Nhất là đệ tử của những ngũ phẩm tông môn, càng là hâm mộ ghen ghét. Bọn hắn xuất thân ngũ phẩm tông môn, ở trên đan đạo, cùng thiên tài đỉnh cấp của tứ phẩm tông môn, vẫn là tồn tại chênh lệch rất lớn. Loại thịnh hội này, bọn hắn chỉ có thể nhìn xem lui một bước mà nói dù tu vi đan đạo của bọn hắn đạt đến trình độ tranh đoạt quán quân chỉ sợ cũng xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch thoáng cái cầm không ra năm vạn thượng phẩm nguyên linh thạch đến đổ đấu năm vạn thượng phẩm nguyên linh thạch coi như là trưởng lão của ngũ phẩm tông môn cũng rất khó đơn giản lấy ra trừ những phú nhị đại của tứ phẩm tông môn mới dám xa xỉ như thế sau khi ván bài hào phóng này được thiết lập không khí hiện trường hiển nhiên cuồng nhiệt lên Nhìn 45 vạn linh thạch trồng chất ở kia, hình thành thị giác cùng tâm lý trùng kích, tuyệt đối là rất kích thích. Thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, tất cả thiên tài dự thi cũng không nói thêm gì nữa, mỗi một cái đều nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi thời gian trận đấu khai mạc. Đã đến giờ, mời tất cả người dự thi, tiến vào sảnh thi đấu khống hỏa. Tổ trưởng lão sảnh trái, tổ thiên tài sảnh phải, sảnh thi đấu khống hỏa này là đại thủ bút của vạn tượng đế quốc năm đó. Ở trong sảnh thi đấu, có khoảng chừng 360 trận pháp khống hỏa. Mỗi một trận pháp đều tinh xảo, là trận pháp dùng để thi đấu khống hỏa. Trong trận pháp này có 6636 đạo hỏa nguyên. Mỗi một đạo hỏa nguyên đều có các loại thiên địa dị hỏa. Mà thi đấu khống hỏa là ở trong thời gian quy định, nhìn xem người dự thi có thể tỉnh lại bao nhiêu hỏa nguyên, khiến cho bao nhiêu hỏa nguyên cộng minh. Tỉnh lại càng nhiều, tự nhiên là càng thành công. Mỗi một đạo hỏa nguyên đều có 10 điểm tích lũy, tổng cộng là 360 điểm. Nhưng nếu có thể ở trong thời gian quy định, tỉnh lại 36 đạo hỏa nguyên, còn có thể ban thưởng thêm 40 điểm tích lũy. Nói cách khác, cửa thứ nhất này, trên lý luận, cao nhất có thể đạt được 400 điểm. Tất cả mọi người tiến vào trận pháp, trên đại sảnh đan đấu, có quan chiến đài, có thể thỏa thích xem toàn cục, đem tình huống của tất cả trận pháp thu hết vào mắt. Quan chiến đài này, tự nhiên là khu vực trọng tài, cũng là khu vực có sáu đại tông chủ tỏa trấn. Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người dự thi đều theo đánh số của mình, tiến vào trong trận pháp khống hỏa. Đánh số của Giang Trần là 3, bởi vì Đan Càn Cung là quán quân giới trước, nên đánh số do Đan Càn Cung ưu tiên bắt đầu trước. Thẩm Thanh Hồng tư lịch sâu nhất, đánh số là số 1, Lăng Bích Nhi số 2, Giang Trần số 3, Mộc Cao Kỳ số 4. Khống hỏa, Giang Trần đã không phải là lần thứ nhất tham gia. Lần thứ nhất đến Đan Càn Cung, cùng ngôn hồng đồ so đấu, liền đấu thắng thủ đoạn khống hỏa. Trường 883, thi đấu bắt đầu. Đối với khống hỏa, Giang Trần có rất nhiều tâm đắc, sau khi tiến vào trận pháp, Giang Trần cũng không có vội vã động thủ, mà quan sát một hồi. Trận pháp đan đạo, tạo nghệ của Giang Trần hết sức kinh người. Xem chỉ chốc lát, liền minh bạch trận pháp đan đạo này đại khái, nắm giữ nội hàm của nó. Trận pháp khống hỏa này cũng không tính phức tạp, chẳng qua là dùng trận pháp đơn thuần, dẫn các loại hỏa nguyên vào, thuận tiện cho luyện chế đan dược. Loại trận pháp khống hỏa này, ở chư thiên vị diện, nhiều lắm chỉ tính toán nhập môn. Chỉ sợ còn không bằng trận pháp nhập môn của Chư Thiên Vị Diệt. Giang Trần đối với loại trận pháp này, tự nhiên sẽ không tồn tại nan đề gì. Rất nhanh, Giang Trần liền làm theo mạch suy nghĩ, khẽ bấm thủ quyết, trong lòng bàn tay Giang Trần liền có một đạo hỏa nguyên. Muốn dẫn động hỏa nguyên ở trong trận pháp này, cần ba yếu tố. Đầu tiên, bản thân võ giả phải có năng lực triệu hoán hỏa nguyên, tự mình có thể nhóm lửa. Thứ hai, phải nhận rõ đặc điểm các loại hỏa nguyên. Cuối cùng, thông qua thủ quyết bất đồng kết hợp hỏa nguyên lực bản thân, động đến hỏa nguyên trong trận pháp, đạt tới hỏa nguyên cộng minh. Giang Trần có ưu thế may mắn, là xem thấu triệt trận pháp này, còn nắm giữ phi thường minh xác các loại hỏa nguyên. Cũng không phải tất cả hỏa nguyên đều phải hiểu rõ mới có thể động đến. Nhưng mà, hiểu rõ đặc điểm hỏa nguyên, dùng thủ pháp độc nhất vô nhị, mới có thể làm cho hỏa nguyên càng dễ cộng minh. Đan sư cao minh sẽ dùng phương thức ngắn gọn hữu hiệu nhất động đến hỏa nguyên. Mà muốn làm đến ngắn gọn hữu hiệu, phải có tri thức phong phú chống đỡ, còn phải có thủ pháp cao minh. Mà Giang Trần, chẳng những có tri thức phong phú, còn có thủ pháp cao siêu. Những ưu thế kia, ở vị diện này, căn bản là không cách nào bằng được. Cho nên, ở phương diện khống hỏa, dù hỏa nguyên chi lực của Giang Trần không tính kiệt xuất nhất, nhưng tri thức cùng thủ pháp xuất chúng, lại đủ để bổ khuyết tranh lệch, còn có thể vượt qua trên phạm vi lớn. Tuy ta có băng hỏa yêu liên, nhưng không có hấp thu đến thiên địa dị hỏa cao cấp, hỏa nguyên chi lực bản địa còn không phải quá nghịch thiên. Nếu như muốn luyện chế đan dược cao cấp, nhất định phải mượn nhờ trận pháp đan đạo để hoàn thành. Hơn nữa có chút đan dược hà khắc, chỉ dựa vào trận pháp đan đạo là không cách nào hoàn thành. Xem ra, ta vẫn là thiếu một loại thiên địa dị hỏa cường đại để chống đỡ A. Giang Trần vừa nghĩ, thủ quyết đã liên tục dẫn động. Hưu, 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 từng đạo đan hỏa, bị Giang Trần nhen nhóm. Thủ pháp của Giang Trần xuất chúng, hoa mắt, một khi thi triển, quả nhiên là như thiên hoa loạn trụy. Từng đạo đan hỏa, tựa như pháo hoa, cực kỳ đẹp mắt. Giang Trần không ngừng kích ra từng đạo hỏa nguyên trận pháp. Chỉ là, Giang Trần ở trong trận pháp nho nhỏ của mình, một mực đê điều. Những tông chủ ở phía trên đang xem cuộc chiến kia, thậm chí còn chưa kịp chú ý tới chỗ Giang Trần. Duy chỉ có đan trì, ánh mắt của hắn, cơ hồ là không có ly khai qua Giang Trần. Thẩm Thanh Hồng cũng tốt, Lăng Bích Nhi cũng tốt, Mộc Cao Kỳ cũng tốt, tuy đan trì cũng quan sát đến, nhưng mà trọng điểm lại ở trên người giang trần hôm nay địa vị của giang trần ở trong trẻ tuổi đã vượt qua bất luận người nào kể cả thẩm thanh hồng tuy thiên phú võ đạo của thẩm thanh hồng xuất chúng nhưng chỉ vẻn vẹn là thiên tài của vạn tượng cương vực lời nói không dễ nghe thiên tài như vậy có một cái cố nhiên là tốt thiếu một cái cũng sẽ không ảnh hưởng số mệnh tông môn nhưng giang trần bất đồng trên người giang trần có một loại khí chất cùng tiềm năng đặc thù có thể ảnh hưởng số mệnh của toàn bộ đan càn cung thậm chí quyết định vận mệnh của đan càn cung. Đây cũng không phải đan chỉ tự nghĩ ra, mà là thông qua quan sát cẩn thận, từng bước một luận chứng ra. Dùng quan hệ của Giang Trần cùng Thuấn Lão, đan chỉ như thế nào không rõ giá trị của Giang Trần đối với đan càn cung. Hiện tại hắn cũng có chút hoài nghi, lúc trước cùng 16 quốc kết minh, thiên địa dị tượng cường đại kia, là Giang Trần đột phá nguyên cảnh rất động. Chỉ có điều, loại suy đoán này, tìm không thấy chứng cứ mà thôi. Nếu như loại suy đoán này thành lập, Tiềm lực của Giang Trần liền kinh người rồi. Đột phá nguyên cảnh tạo ra loại dị tượng kinh thiên động địa kia, đây tuyệt đối là tiềm lực của cường giả đại đế. Giờ phút này, ánh mắt của Đan Trì đã không cách nào rời khỏi Giang Trần. Chứng kiến Giang Trần biểu diễn thần hồ kỳ kĩ, Đan Trì cơ hồ sinh ra ảo giác, này là một thiếu niên khống hỏa sao? Cái này hoàn toàn là truyền kỳ đan đạo mạnh nhất của thần uyên đại lục khống hỏa a. Thủ pháp siêu tuyệt, thủ đoạn thần hồ kỳ kĩ kia, làm cho Đan Trì là người trong nghề. Cũng cái hiểu cái không, chỉ cảm thấy thủ quyết của Giang Trần nhìn như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa đạo lý bác đại tinh thâm. Lúc đàn chỉ xem, động tác của Giang Trần không chập, nối liền, thế như trẻ tre. Người thường xem náo nhiệt, người trong nghề thấy môn đạo. Lúc này, đàn chỉ cũng nhìn ra môn đạo trong đó. Thiên tài đan đạo khác, mỗi tỉnh lại một đạo hỏa nguyên, tuy tốc độ cũng rất nhanh, nhưng động tác đều rời rạc, mỗi một đạo.